Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 12. Tịch Huyền gật đầu, tình báo của Tiên Bảo Các còn đáng sợ hơn cả thư viện Quan Huyền, thế nên chỉ cần họ chịu chi tiền thì có thể biết được tung tích của chúng ta bất cứ lúc nào. Tiên Bảo Các. Diệp Quân thầm nói, Tháp gia, người quen với người sáng lập ra Tiên Bảo Các không? Tiểu Tháp im lặng một lúc lâu, sau khi xác định câu này không phải là cái bẫy mới nói, người muốn hỏi cái gì thì cứ nói thẳng. Đừng hỏi ta có quen ai hay không. Diệp Quân cạn lời. Bây giờ Tháp gia hình như bắt đầu cảnh giác với mình rồi. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, trước đây ta từng thấy bức chân dung của Tần Các Chủ trong Tiên Bảo Các, bức chân dung đó mang đến cảm giác rất quen thuộc cho ta, sau đó ta tên là Diệp Quân, tên của bà ấy là Tần Quan. Tháp gia, có phải ta có quan hệ với bà ấy không? Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói, vãi. Tiểu Tháp im lặng một lúc, ngươi là Diệp Quân, kiếm chủ nhân gian là Diệp Huyên, có phải ngươi nghĩ ngươi cũng có quan hệ gì đó với ông ấy không? Diệp Quân bật cười, nói thật nhé, ta nhìn thấy tượng điêu khắc của kiếm chủ nhân gian cũng thấy hơi quen đấy. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, trùng hợp thôi, kiếm chủ nhân gian tên là Diệp Huyên, các chủ tiên bảo các là Tần Quan, còn ngươi là Diệp Quân, ngươi nói xem có khi nào ngươi là con trai của hai người họ không? Diệp Quân sửng sốt. Sau đó bật cười nói, Tháp gia, chuyện này lố quá rồi đó. Ta tò mò nên đoán bừa một chút thôi, quá rồi đấy. Ta hiểu ý của Tháp gia, ta sao có thể có quan hệ gì với hai nhân vật này được. Ta chỉ là tò mò nên hỏi thử thôi. Trong tiểu tháp thở phào. Mẹ nó chứ. Nói chuyện với tên này không thể nói thẳng được, phải vòng vo một lúc mới có thể không để lộ điều gì, nếu không đầu óc của tên này đáng sợ lắm. Hơn nữa nó cũng xem như giữ lại đường lui cho bản thân. Dù sao ta đã nói cho ngươi sự thật rồi, là do ngươi không tin đấy thôi, sau này ngươi đừng gây chuyện với tiểu tháp ta. Lúc này giọng nói bí ẩn đó nói, tiểu tháp, ta nghĩ đây là lần ngươi thông minh nhất từ trước đến nay. Tiểu tháp, Diệp Quân không suy nghĩ lung tung nữa, hắn nhắm mắt lại, hắn phải suy nghĩ xem tiếp theo nên đi thế nào. Nếu đã đến bước đường này thì phải nghĩ đến mỗi bước đi sau này. Muốn đến Thanh Châu an toàn không phải là một chuyện dễ dàng như thế. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng bật cười. Tịch Huyền quay sang nhìn Diệp Quân cười nói, ngươi cười gì thế? Diệp Quân cười nói, ta đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào? Tịch Huyền hỏi, sau đó. Diệp Quân bật cười, vừa đánh vừa đi. Vừa đánh vừa đi. Tịch Huyền chớp mắt, vừa đánh vừa đi. Diệp Quân nhìn đằng xa tinh không, đúng thế, vừa đánh vừa đi. Con đường này chắc chắn không yên bình, nếu đã thế thì ta cứ đánh đến Thanh Châu, ai ngăn ta thì ta giết người đó, dù sao cái mạng hèn của ta giết một thì đủ, giết hai thì hơi khó. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên nụ cười. Càng tiếp xúc với hắn, cô ấy càng nhận ra người đàn ông bình thường nho nhã dịu dàng này thật ra cũng là người nóng nảy. Nho nhã điềm đạm, bá đạo, lương thiện, tuấn tú. Mọi phương diện đều rất tốt nhưng lại chẳng hiểu gì về tình cảm. Lẽ nào không háo sắc? Nghĩ đến đây, mặt Tịch Huyền bỗng đỏ ửng, mình ngày càng xấu xa. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, không đúng. Tịch Huyền thôi nghĩ ngợi lung tung, nhìn Diệp Quân nhìn về phía xa tinh không trầm giọng nói, cô có thấy hình như có gì không đúng không? Tịch Huyền nhìn xung quanh. Mắt híp lại, nơi này không có khí lưu. Tàu mây của họ đang cấp tốc xuyên qua trong tinh không, những nơi nó đi qua đều có khí lưu nhưng lúc này nơi này lại không có. Ảo cảnh. Sắc mặt Tịch Huyền vô cùng nghiêm trọng, chúng ta đi vào một ảo cảnh, không biết đây là ảo cảnh của trận pháp sư hay là ảo cảnh của thần pháp sư. Diệp Quân bỗng nhắm mắt lại, hắn cẩn thận cảm nhận xung quanh, kiếm ý của hắn bỗng toát ra từ trong người hắn, không gian xung quanh khẽ rung lên. Mọi thứ đều rất chân thật. Diệp Quân bỗng mở mắt ra, quay đầu nhìn sang một phía, một thanh phi kiếm bay ra. Vèo. Cách đó mười mấy trượng về phía bên phải, một thanh khí kiếm phá tan không gian lao ra, nơi đó có một tàn ảnh vội vàng lùi về phía sau. Sau khi dừng lại, tàn ảnh biến mất, là một cô gái ăn mặc gợi cảm. Cô gái mặc một chiếc váy dài hở hang với đường viền cổ rộng, phủ đầy bông tuyết, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Có đôi mắt hồ ly to tròn, đẹp mê hồn. Cô ta nhìn Diệp Quân,
nhếch môi, không hổ là kiếm đế, lại có thể nhìn ra được ảo cảnh của ta nhanh như thế. Cô ta vừa nói vừa liếm khóe môi mình nhìn Diệp Quân, cười nói, tiểu đệ, người thấy ta có đẹp không? Diệp Quân bỗng biến mất. Thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa còn là một kiếm phá quy tắc. Cô gái biến sắc, vừa muốn chạy thì một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán cô ta. Máu bắn ra tung tóe. Cô gái trợn to mắt, vẻ mặt khó mà tin được. Diệp Quân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đó, đẹp cái đầu ngươi đấy. Nói rồi hắn cầm kiếm chém xuống. Xoẹt. Đầu cô gái văng ra xa, máu bắn ra xa vài trượng. Cô gái. Thương hoa tiếc ngọc ư. Đừng đùa nữa chứ. Bọn họ đến giết Diệp Quân đấy. Khi biết đối phương đến giết hắn, trong mắt hắn chỉ có kẻ địch, không còn phụ nữ nữa. Diệp Quân không phải là kiểu người nhìn thấy phụ nữ là không thể động vào kiếm. Chỉ cần ngươi đến giết ta thì dù là cửu thiên thần nữ, ta cũng chôn vùi ngươi. Diệp Quân xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn của cô gái đó bay vào trong tay hắn. Lúc này Tịch Huyền chậm rãi bước đến, cô ấy đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quân do dự chốc lát rồi nói, sao thế? Tịch Huyền bỗng cười nói, cô gái lúc nãy rất đẹp, hơn nữa còn rất gợi cảm, ngươi nhìn xem nơi đó của cô ta lớn như vậy mà. Nghe thế, Diệp Quân khẽ lắc đầu, phụ nữ ấy à, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm thôi. Tịch Huyền sửng sốt. Diệp Quân lại nói, cô ta đến giết ta, nếu cho cô ta cơ hội thì cô ta cũng sẽ không nhân từ với ta. Còn cô ta đẹp hay không lại càng không liên quan đến ta. Tịch Huyền nhếch môi, cô ấy cười nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa. Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn đưa cho Tịch Huyền, trong chiếc nhẫn có 200 vạn kim tinh. Tịch Huyền không từ chối, cất nó đi. Diệp Quân khẽ nói, người đến giết ta hình như đều rất giàu. Tịch Huyền gật đầu, dĩ nhiên, người bình thường hoàn toàn không dám giết ngươi, dù sao ngươi cũng đã giết được An Đạo Tân. Diệp Quân trầm giọng nói, người đến chắc chắn không phải là người bình thường. Tịch Huyền gật đầu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn, thật ra điều ta lo lắng nhất vẫn là Tổng viện Thư viện Quan Huyên và bảng yêu nghiệt đó. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô ấy trầm giọng nói, ta sợ Thư viện Quan Huyên sẽ phái Quan Huyên vệ đến bắt ngươi, nếu thế thì sẽ rất phiền phức. Quan Huyên vệ này quá đáng sợ, một khi họ nhìn chằm chằm vào ngươi thì sẽ giống như sinh trùng trên cổ chân, đừng hòng thoát được. Mà thiên tài trong bảng yêu nghiệt cũng rất tàn ác. Cô ấy ngừng lại một chốc, lại nói, còn nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ nữa. Nhà họ An, Thiên Long Viễn Cổ, Diệp Quân sầm mặt, mặc dù cô váy trắng đã giết nhiều cường giả nhà họ An trong trận chiến Thư viện Quan Huyên hôm đó, nhưng vẫn chưa tiêu diệt toàn bộ nhà họ An, hơn nữa nhà họ An còn cường giả ở Tổng viện. Bị mất nhiều người như vậy, nhà họ An sẽ để yên chuyện này sao? Sẽ thế à? Xác suất nhiều là sẽ không. Còn tộc Thiên Long Viễn Cổ, người bị phái đến đã bị mình giết chết, đối phương sẽ bỏ qua cho sao? Cũng sẽ không. Hơn nữa mình có thể đã không chỉ chọc vào nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ mà là các gia tộc và tông môn ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Như Tịch Huyền nói, có lẽ thế gian này chỉ có kiếm chủ nhân gian mới có thể đòi lại công bằng cho mình. Thanh Châu. Diệp Quân nhìn về phía xa. Hắn biết rất nhiều người không muốn hắn đến Thanh Châu. Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên âm trầm. Nhà họ An ở Thanh Châu. Một người đàn ông trung niên yên tĩnh ngồi trong nhà thờ tổ nhà họ An. Người này chính là An Vũ Quân. An Vũ Quân. Bây giờ là phó thống soái đạo binh của Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Đừng thấy ông ta chỉ là chức phó mà lầm. Thật ra ông ta nắm giữ quyền lực thực sự. Vì thống soái đạo binh vẫn là An Lan Tú. Mà An Lan Tú đã biến mất hàng ngàn vạn năm rồi. Sau khi An Lan Tú biết mất, nội các đã lập ra ba phó thống soái để nắm quyền đạo binh này, mỗi người chỉ huy 10 vạn đạo binh, kìm hãm lẫn nhau. Mà thống soái thật sự vẫn là An Lan Tú. Đương nhiên người nắm quyền chính là nội các. 10 vạn đạo binh. Đây không phải là con số nhỏ, hơn nữa ông ta chỉ nghe lệnh của nội các nên địa vị của ông ta lại trở nên đặc biệt. Thân tín của nội các. Đây chính là danh hiệu của ông ta ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Một lúc lâu sau, An Vũ Quân xoay người bước ra khỏi nhà thờ tổ, lúc này rất nhiều người nhà họ An quỳ trước mặt ông ta.
An Vũ Quân bình tĩnh nói, các ngươi làm gì thế? Một ông lão trong đó run giọng nói, mong Vũ Quân làm chủ cho nhà họ An. Những người khác cũng tha thiết cầu xin, mong Vũ Quân làm chủ cho nhà họ An. Gia chủ bị giết, thiên tài bị giết, các cường giả hàng đầu đều đã bị giết chết. Nhà họ An có bao giờ bị nhục nhã như vậy đâu. Mặt An Vũ Quân không cảm xúc, không nói gì. Ông lão dẫn đầu khóc lóc, Vũ Quân, hiện giờ người trong thiên hạ đều đang xem trò cười của nhà họ An. Nếu không trả được thù này, nhà họ An ta còn chỗ đứng trong thế gian không? An Vũ Quân bình tĩnh, lui hết xuống đi. Ông lão sửng sốt. Người nhà họ An khác cũng ngơ ngác đứng đó. An Vũ Quân nhìn mọi người, lui xuống. Không giận mà uy. Thấy An Vũ Quân nổi giận, mọi người không dám nói thêm gì nữa, lập tức xoay người đi. Nhưng có một cô bé lại không làm thế. Cô bé khoảng 11, 12 tuổi, mặc một bộ áo trắng, tóc bím tết, mặt rất bình tĩnh, không buồn không vui. An Vũ Quân nhìn cô bé khẽ nói, Đạo Vân, con đến đây. An Đạo Vân bước đến trước mặt An Vũ Quân, An Vũ Quân mỉm cười, con có gì muốn nói với ta không? An Đạo Vân nhìn An Vũ Quân, tộc thúc, thúc định làm thế nào? An Vũ Quân cười nói, con có ý kiến gì? An Đạo Vân bình tĩnh nói, nhà họ An chúng ta phải thận trọng trong chuyện này. An Vũ Quân hỏi, có ý gì? An Đạo Vân trầm giọng nói, người trong thiên hạ chỉ nhìn thấy tài năng của Diệp Quân mà bỏ qua người đứng sau lưng hắn. Cô gái mặc váy đỏ đã dùng một nhát kiếm giết chết hàng ngàn cường giả nhà họ An, khinh thường nhà họ An ta như vậy, người này tuyệt đối không phải đại kiếm đế bình thường. An Vũ Quân cười nói tiếp đi. An Đạo Vân nói, cô ta dám giết cường giả của nhà họ An như vậy tức là cô ta không sợ nhà họ An ta. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta không thể tra ra được lai lịch của cô ta, có lẽ cô ta là cường giả mấy ngàn vạn năm trước, cùng thời đại với tổ tiên của ta. Nói rồi cô bé lại nói, nhà họ An chúng ta đã phải tấm sắt rồi. An Vũ Quân khẽ gật đầu, giống như chúng ta điều tra, người này hẳn là đến từ 3.000 vạn năm trước nhưng không biết cô ta làm cách nào mà khiến cho những người có mặt ngày hôm đó đều không nhớ rõ dung mạo của cô ta, cho nên chúng ta không thể biết rõ được danh tính thực sự của cô ta. An Đạo Vân trầm giọng nói, tộc thúc, thái độ của thư viện về người này thế nào? An Vũ Quân, trước tiên phải điều tra. An Đạo Vân im lặng không nói. An Vũ Quân khẽ nói, điều mà thư viện lo là người này đã từng tham gia vào đại chiến hư chân nên không dám tùy tiện bắt người này. Đương nhiên là thư viện cũng khá đề phòng sự xuất hiện đột nhiên của đại kiếm đế. Ông ta dừng một chút, rồi nói, để điều tra thân phận thực sự của người này, thư viện đã phái người đến chiến trường hư chân để tìm Diệp Vũ kiếm đế và Thính Vân kiếm đế. Nếu 3.000 vạn năm trước có một đại kiếm đế váy đỏ thật thì chắc chắn hai người họ biết. An Đạo Vân lại hỏi, thái độ với Diệp Quân này thì sao? An Vũ Quân bình tĩnh nói, cho dù là giết nhà họ An ta hay là giết tộc Thiên Long Viễn Cổ thì thư viện cũng sẽ coi như ân oán cá nhân. Nhưng hắn giết thiên đạo thì chẳng khác nào khiêu khích uy quyền của thư viện. Thư viện đã ra lệnh bắt giữ hắn, người này xem như không còn đường chạy, nhưng... Nói đến đây ông ta nhíu mày. Theo tình báo của ta, người này đang trên đường chạy đến Thanh Châu. An Đạo Vân lập tức nói, hắn muốn đến thư viện Thanh Châu cáo trạng. An Vũ Quân gật đầu, đúng thế, có lẽ là hắn muốn đến Thanh Châu xin kiếm chủ nhân gian hiển linh. An Đạo Vân nói, không thể để hắn đến Thanh Châu được. An Vũ Quân nhìn An Đạo Vân, con nghĩ kiếm chủ nhân gian sẽ giúp hắn sao? An Đạo Vân lắc đầu, con không dám đánh cược. Vì nhà họ An ta hoàn toàn không chiếm được lý trong ngọn nguồn chuyện này, nếu kiếm chủ nhân gian thật sự xử lý công bằng sau khi xuất hiện, lúc đó ông ấy phủ nhận nhà họ An thì nhà họ An không thể quay trở lại như xưa. Nghe thế sắc mặt An Vũ Quân bỗng trở nên khó coi. Đúng thật là thế. Nếu kiếm chủ nhân gian phán quyết nhà họ An sai sau khi xuất hiện thì cả đời này nhà họ An đừng mong có cơ hội lật ngược ván cờ. Vị trí phó thống soái này của ông ta cũng sẽ bị nội các tước bỏ. An Vũ Quân do dự một chốc rồi nói thế nào kiếm chủ nhân gian cũng có quan hệ thông gia với nhà họ An, chắc ông ấy sẽ không trừng phạt nhà họ An vì một người ngoài. An Đạo Vân lắc đầu. Chúng ta không thể đánh cược, dù sao mục đích chính mà kiếm chủ nhân gian lập ra thư viện là công bằng và công chính, mà nhà họ An lại không chiếm lý trong chuyện này. Hơn nữa, tộc thúc à,
bây giờ không phải là hàng ngàn vạn năm trước nữa, trải qua hàng ngàn vạn năm truyền thừa, thật ra quan hệ huyết thống của nhà họ An chúng ta và hai vị tiên tổ kia đã nhạt đi rất nhiều rồi. An Vũ Quân không nói gì. Thật ra đây là sự thật không thể bàn cãi, nhưng mấy năm nay tất cả người nhà họ An đều không để tâm đến điều này. Có thể nói là cố ý phớt lờ. An Đạo Vân đột nhiên nói, tộc thúc, nếu kiếm chủ nhân gian xuất hiện, một khi ông ta phán rằng nhà họ An sai thì từ nay về sau địa vị đặc biệt của nhà họ An sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để Diệp Quân đến Thanh Châu, chúng ta không thể đánh cược, cũng không đánh cược nổi. An Vũ Quân gật đầu, ta hiểu. An Đạo Vân lại nói, ngoài ra, chúng ta nên chuẩn bị vài thứ. An Vũ Quân nhìn An Đạo Vân bình tĩnh nói, đằng sau Diệp Quân rõ ràng có người chống đỡ, để đề phòng điều bất trắc, chúng ta nên chuẩn bị trước. An Vũ Quân nhìn An Đạo Vân, ý con là. An Đạo Vân chậm rãi quỳ xuống, tộc thúc, con sẵn sàng rời khỏi nhà họ An để đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên học hỏi. Nghe thế An Vũ Quân sửng sốt. Một lúc sau, vẻ mặt ông ta bỗng trở nên phức tạp. Loanh quanh một vòng lớn như vậy, điều mà cô bé này tính toán không phải vì nhà họ An mà là vì bản thân mình. An Đạo Vân nói tiếp, nhà họ An ta phải chuẩn bị thật tốt, sau khi con rời khỏi nhà họ An, con sẽ chuyên tâm học tập tại Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Trận chiến giữa nhà họ An và Diệp Quân, nếu thắng thì tất cả mọi người đều vui, nhưng nếu thua, nhà họ An cũng sẽ không còn đường nào để lui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi cô bé nhìn An Vũ Quân, con sẵn lòng trở thành đường lui của nhà họ An, mong tộc thúc cho con được toại nguyện. Cô bé muốn phát triển, ở lại nhà họ An thì không được. Nhà họ An có nhiều cường giả bị giết như thế, nguyên khí đã bị tổn thất nặng nề nên muốn có đường lui tốt hơn, chỉ có thể đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên. An Vũ Quân khẽ gật đầu, ta sẽ sắp xếp để con đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên. An Đạo Vân cúi đầu, cảm ơn tộc thúc. An Vũ Quân ngẩng đầu nhìn trời khẽ nói, con nghĩ Diệp Quân có thể đi đến Thanh Châu không? An Đạo Vân bình tĩnh nói, thế sự khó đoán. An Vũ Quân cười nói, con nói đúng, nhưng ta cá là hắn không thể tới Thanh Châu, nếu lần này để hắn đến được Thanh Châu thì không phải là nhà họ An chúng ta An mất mặt, mà là thể diện của toàn bộ Thư viện Quan Huyên. An Đạo Vân im lặng không nói. Người trước đó nói chắc chắn như vậy là An Nhã gia chủ nhà họ An, bây giờ bà ta trở thành thi thể đã nguội lạnh. Từ trước đến nay lỗi lầm lớn nhất mà nhà họ An phạm phải là gì? Là khinh thường cậu thanh niên đến từ Nam Châu đó. Mà bây giờ vẫn là thái độ đó. An Đạo Vân thầm thở dài. Cô bé không thể nói. Cô bé chỉ cần dám bảo nhà họ An đừng trả thù thì lập tức sẽ bị nhà họ An phỉ nhổ. Đám người nhà họ An đó sẽ nhảy ra mắng cô bé là đồ phản bội. Cô bé bỗng cảm thấy rất xót xa. Cô bé biết rõ nhà họ An nên làm thế nào mới có lợi cho mình nhưng lại không thể nói. Vinh dự của tiên tổ. Mọi người đều chỉ nhớ đến sự vẻ vang nên đã xem nhẹ tiên tổ. Đó là vinh quang của tiên tổ chứ không phải là vinh quang của nhà họ An hiện giờ. Tiên tổ là võ thần, mà thế hệ sau của nhà họ An lại xem mình là võ thần. Sự khác biệt này rất lớn. Trong tinh không, trên tàu mây, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay hắn đặt trên hai đầu gối, đôi mắt khẽ nhắm. Bây giờ hắn có cảnh giới diệt không, đã có năng lực dễ dàng hủy diệt không gian, có điều hắn cảm thấy bây giờ cảnh giới không còn đủ dùng nữa. Cảnh giới kiếm đạo cao, cảnh giới tự thân thấp. Đây là trăn trở lớn nhất trước mắt của hắn. Bởi vì chẳng thể chiến đấu lâu dài. Đàn ông chỉ nhanh mà không bền thì sao mà ổn. Bây giờ, hắn bắt đầu đi nghiên cứu cảnh giới địa pháp. Thứ gọi là cảnh giới địa pháp, nói một cách đơn giản chính là kiểm soát lực địa pháp trên mặt đất. Trên mặt đất bao la này, ngoại trừ sức mạnh mặt đất tới từ nơi sâu thẳm ra thì còn có vô số sức mạnh đặc thù còn sót lại trên mặt đất, ví dụ như thiên lôi từ trên trời cao giáng xuống mặt đất, còn cả địa hỏa tới từ sâu trong bề mặt trái đất. Nguyên tố cuồng phong vẫn còn sót lại giữa đất trời. Những sức mạnh này đều ẩn nấp bên trong mặt đất, khi người tu luyện đạt tới một cấp độ nhất định thì sẽ có thể kiểm soát được nó, sau đó sử dụng cho bản thân. Đương nhiên, điều này cũng có độ khó, mặc dù chỉ là sức mạnh còn sót lại thế nhưng vẫn vô cùng cường đại, không phải thứ mà người bình thường có thể kiểm soát.
còn về sức mạnh mặt đất kia thì lại còn càng khó nhằn hơn. Sức mạnh mặt đất tới từ nơi sâu nhất của mặt đất, không có hạn định, muốn kiểm soát được quá khó khăn, đặc biệt khi nguồn sức mạnh mặt đất này tới từ linh hồn mặt đất, cũng có thể nói, bạn muốn có được sức mạnh mặt đất thì buộc phải có được sự cho phép của linh hồn mặt đất. Đương nhiên, ngoại trừ pháp tắc đại địa ra, sở hữu pháp tắc đại địa, không chỉ có thể kiểm soát sức mạnh mặt đất mà còn có thể kiểm soát linh hồn mặt đất. Ví dụ như Diệp Khải, y có thể đạt được sức mạnh mặt đất vô hạn. Chỉ cần đứng bên trên mặt đất, sức mạnh của y sẽ không bao giờ vơi cạn, không có hạn định. Vậy nên pháp tắc đại địa là vô cùng quý giá. Diệp Quân đang nghiêm túc nghiên cứu cảnh giới địa pháp này, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cảnh giới kiếm đạo cao mà lơ là cảnh giới tự thân. Dù là cảnh giới kiếm đạo hay là cảnh giới tự thân thì đều cực kỳ quan trọng, không thể xem nhẹ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là hình như Tháp Gia không quá quen thuộc với cảnh giới nhất đạo. Mỗi lần xin chỉ bảo, ý của Tháp Gia chính là cứ dựa theo chủ định của ngươi mà làm. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn cạn lời. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tự mình cân nhắc. Không thể không nói, tán tu vẫn có khác biệt rất lớn với người tu luyện có thế lực, tán tu mọi chuyện chỉ có thể tự mình cân nhắc, mà người tu luyện có thế lực thì việc gì cũng có thể hỏi, có thể nói trên con đường tu luyện sẽ ít phải đi vòng vèo hơn. Lúc này, Tịch Huyền bước tới ngay trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân, không thể không nói, càng lại gần Diệp Quân thì cô ấy càng cảm thấy hắn thật thần bí. Còn trẻ như vậy đã đạt được kiếm đế, còn có một ông lớn Tháp Gia đi theo. Càng nhìn càng giống như một thế lực siêu cấp nào đó đang nuôi thả cậu chủ, để cho cậu chủ tự mình tôi luyện, sau đó cả chặng đường loại bỏ mọi chông gai, cuối cùng leo lên đỉnh cao võ đạo, thống nhất toàn vũ trụ. Nghĩ tới đây, Tịch Huyền không khỏi lắc đầu cười. Thế lực lớn nhất thế gian là Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, mà bây giờ, một nơi dùng cả vũ trụ truy nã Diệp Quân, một nơi thì đưa Diệp Quân vào danh sách đen. Đây nào phải tôi luyện nữa? Đây là đang dồn vào đường chết mà. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở to hai mắt, hắn nhìn về phía Tịch Huyền, sau đó nghiêm túc nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn xin cô chỉ bảo mấy vấn đề liên quan tới phương diện cảnh giới địa pháp. Tịch Huyền thu lại mạch suy nghĩ, cười nói, được. Trên tàu mây, hai người bắt đầu bàn luận về cảnh giới, không thể không nói, Diệp Quân cũng rất vui vẻ, bởi vì Tịch Huyền có thể giải đáp mọi nghi hoặc của hắn. Mà Tịch Huyền cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ấy phát hiện ra tất cả mọi vấn đề, cô ấy chỉ cần nói qua là Diệp Quân đã có thể hiểu, hơn nữa còn có thể học một biết mười. Thiên phú như vậy quá khủng bố. Nếu như Diệp Quân học tập ở Thư viện Quan Huyên thì sẽ càng khủng bố hơn. Nghĩ tới đây, Tịch Huyền thầm thở dài trong lòng. Thư viện Quan Huyên mất đi Diệp Quân, không thể không nói là một tổn thất. Đương nhiên, Thư viện Quan Huyên chắc chắn cũng sẽ không bận tâm. Dẫu sao thiên tài của bọn họ thật sự rất nhiều, nhiều hay ít hơn một Diệp Quân thì cũng vậy. Nhà to nghiệp lớn mà. Đúng lúc này, khí thế khủng bố đột nhiên bao trùm lấy tàu mây bị ép dừng tại chỗ. Kiếm thế. Diệp Quân và Tịch Huyền lập tức đứng dậy, hai người nhìn về nơi xa, cách tàu mây 100 trượng phía xa, nơi đó có một thanh niên đang đứng, thanh niên mặc một bộ đồ màu trắng, tóc dài ngang vai, sau lưng đeo một hộp kiếm. Kiếm tu. Diệp Quân híp hai mắt lại, hơi bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ lại có một kiếm tu xuất hiện. Kiếm tu trẻ tuổi dừng ánh mắt lại trên người Diệp Quân, y khẽ chắp tay, tại hạ Tào Bạch của kiếm tông, vì nhiệm vụ tông môn phải đi qua Thần Châu, vô tình nghe nói nơi này có một kiếm đế, hôm nay đặc biệt tới thỉnh giáo, mong được Diệp Quân công tử chỉ bảo. Kiếm tông. Nghe vậy, biểu cảm của Tịch Huyền lập tức biến đổi, y là người của kiếm tông. Diệp Quân nhìn về phía Tịch Huyền, kiếm tông. Vẻ mặt của Tịch Huyền hơi nghiêm trọng, trước nay chưa từng có tông môn số 1 trong Tổng viện Quan Huyên. Tông môn số 1 Tổng viện. Diệp Quân ngẩn ra. Đây là điều mà hắn không ngờ tới. Số 1 đó. Xếp số 1 trong số tất cả các tông môn. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tào Bạch, cười nói các hạ không phải đến vì phần thưởng truy nã đấy chứ. Tào Bạch lắc đầu, ta đã điều tra rõ đầu đuôi sự việc rồi, chuyện giữa Diệp công tử và nhà họ An thật ra là nhà họ An sai, Diệp công tử tức giận phản kháng không có gì đáng chỉ trích. Vậy nên việc thư viện treo thưởng truy nã lần này thật sự thiếu công bằng,
là chính trị đàn áp, ta không tham gia. Nghe vậy, Diệp Quân liền liếc nhìn Tào Bạch với vẻ vô cùng kinh ngạc. Thế gian này vẫn còn có người hiểu chân lý. Tào Bạch lại nói, đầu đuôi việc này, ta đã báo lên tông môn, nhưng ba đại kiếm đế của tông môn đều đang lo chuyện chiến trường, vậy nên việc này e rằng khó có kết quả. Diệp Quân khẽ cười, lúc trước nghe bạn bè nói, trước mắt phe thế gia và phe tông môn đang đàn áp ta, bây giờ xem ra ta hơi phiến diện rồi. Tào Bạch nói, kiếm tông của ta không tham gia vào việc này. Diệp Quân khẽ gật đầu, Tào huynh, ta cũng đang muốn đấu một trận với một kiếm tu. Tào Bạch đột nhiên làm động tác tay tỏ ý mời, Diệp huynh, xin bước sang một bên. Diệp Quân gật đầu, mũi chân khẽ chạm đất, khởi động ngự kiếm, xuất hiện cách mấy trăm trượng về bên phải. Tịch Huyền thu tàu mây lại để tránh bị ảnh hưởng tới. Tào Bạch nhìn về phía Diệp Quân, Diệp huynh, cảnh giới kiếm đạo của huynh cao hơn ta, cảnh giới tự thân của ta cao hơn huynh, không ai ức hiếp ai cả. Diệp Quân cười nói, được. Tào Bạch đột nhiên tiến lên trước một bước, đồng thời chỉ điểm xuất kiếm. Vút! Khi âm thanh của kiếm vang lên, một thanh kiếm bay đột nhiên lao ra khỏi hộp kiếm phía sau lưng Tào Bạch, sau đó hóa thành cầu vồng kiếm bay về phía Diệp Quân. Ở bên trên thân kiếm phát ra một ngọn lửa thiêu đốt, kiếm đi tới đâu là không gian nứt toác ra và dung hòa. Nhát kiếm khí thế mạnh mẽ giống như có thể chém tan hết tất cả. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tịch Huyền phía xa khẽ híp hai mắt lại, Tào Bạch này lại là một bán bộ kiếm đế. Khoảnh khắc thanh kiếm chém về phía Diệp Quân đã biến mất khỏi vị trí cũ. Né được nhát kiếm này chỉ trong nháy mắt. Đối diện với kiếm tu trước mắt, hắn đương nhiên không dám có bất cứ khinh suất nào. Lúc Diệp Quân biến mất, hai tay Tào Bạch lại chỉ vào trước ngực, sau đó hướng ra hai bên rồi kéo mạnh, chấn. Trong phút chốc, không gian trong phạm vi trăm trượng trước mắt Tào Bạch đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, không gian cả trăm trượng nứt toác ra, sau đó hóa thành kiếm, hình thành một lồng giam kiếm dài khủng bố. Kiếm vực. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Tịch Huyền đang đứng phía bên cạnh lập tức lộ ra vẻ chấn động. Đây là kiếm vực trong truyền thuyết. Năm đó lúc tìm đọc sách cổ ở thư viện Quan Huyên, Tịch Huyền đã từng thấy loại kiếm vực này, cô ấy không ngờ hôm nay lại được trông thấy ở đây. Lúc Diệp Quân cầm kiếm giết vào trong kiếm vực của Tào Bạch, tốc độ của hắn lập tức trở nên chậm lại, cùng lúc này, một thanh kiếm bay đột nhiên chém tới rất nhanh từ phía sau lưng. Chính là thanh kiếm đầu tiên mà Tào Bạch tung ra. Cảm nhận được bản thân bị sức mạnh thần bí áp chế, Diệp Quân chợt nhíu mày, lúc này, hắn không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì thanh kiếm bay phía sau lưng đã chém tới. Diệp Quân híp hai mắt lại, xoay cánh tay phải đang cầm kiếm. Rắc! Không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, một giây sau, thanh kiếm của hắn lao thẳng tới ngay trước mặt Tào Bạch. Phá quy tắc! Nhìn thấy thanh kiếm này của Diệp Quân trực tiếp phá bỏ quy tắc, trong mắt Tào Bạch lóe lên vẻ kinh ngạc, có điều y phản ứng cũng rất nhanh, mũi chân khẽ chạm đất, một luồng ánh sáng kiếm xuất hiện, trong nháy mắt, y đã lùi ra cả trăm trượng bên ngoài, mà ngay giây sau, hộp kiếm sau lưng y đột nhiên bay ra thêm một thanh kiếm nữa. Vút! Thanh kiếm này nhanh như điện giật. Không chỉ có tốc độ nhanh một cách kỳ lạ, bên trên thân kiếm còn có sấm sét chuyển động, ẩn chứa kiếm thế ngút trời, khiến người ta sợ hãi không thôi. Thanh kiếm của Diệp Quân vừa xé rách không gian thì thanh kiếm này đã lao thẳng tới trước mặt hắn, mà sau lưng hắn còn có một thanh kiếm bay nữa. Một thanh kiếm bay tên là Địa Hỏa. Một thanh kiếm bay tên là Thiên Lôi. Hai thanh kiếm cùng công kích. Đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh khí kiếm đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay hắn và chém về phía thanh kiếm sau lưng. Thuật ngự kiếm. Hắn cũng biết. Cùng lúc này, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước rồi tung ra một nhát kiếm, nhưng vào lúc hắn tung ra nhát kiếm đó, cơ thể hắn đã biến mất khỏi vị trí, còn kiếm vẫn chém về phía thanh thiên lôi kia của Tào Bạch. Diệp Quân lao tới trước mặt Tào Bạch giống như ma quỷ. Vẻ mặt Tào Bạch lại bình tĩnh như nước, bởi vì khoảnh khắc Diệp Quân lao tới trước mặt, y lại triển khai kiếm vực, triệt để trấn áp tốc độ của Diệp Quân. Tốc độ của Diệp Quân thật sự quá nhanh, nhanh tới mức y cũng đố kỵ, vậy nên không thể không trấn áp tốc độ của Diệp Quân, nếu không thì rất có khả năng sẽ bị một nhát kiếm giết chết trong nháy mắt. Cùng với sự xuất hiện của kiếm vực, tốc độ của Diệp Quân lập tức chậm lại,
thế nhưng đúng vào lúc này, kiếm thế khủng bố đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể của Diệp Quân. Khí thế của kiếm đế. Cùng với sự xuất hiện của kiếm thế này, sắc mặt Tào Bạch cũng lập tức biến đổi, bởi vì y phát hiện ra khoảnh khắc này kiếm vực của y đã không thể chống đỡ nổi kiếm thế kia và bắt đầu nứt toác ra. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng Tào Bạch khiếp sợ, tay phải đột nhiên dang rộng, hộp kiếm rung lên kịch liệt, một thanh kiếm muốn bay ra ngoài, cùng lúc này, thanh địa hỏa và thiên lôi cũng bay trở về hộ giá. Thế nhưng lúc này, một thanh kiếm kề giữa trán Tào Bạch. Vút, vút, gần như cùng lúc này, thanh địa hỏa và thiên lôi cũng tới được vị trí cách nửa trượng sau lưng Diệp Quân, đồng thời, trong hộp kiếm phía sau người Tào Bạch, một thanh kiếm chỉ bay ra ngoài một nửa. Ba thanh kiếm đều không dám chuyển động. Bởi vì chuyển động thì y sẽ phải chết. Diệp Quân nhanh hơn một chút so với y, mà điểm này lại quyết định thắng thua. Lúc này, sắc mặt Diệp Quân trở nên trắng bệch. Tiêu hao quá lớn. Nếu như nhát kiếm này y không thắng thì người thua sẽ là y, bởi vì y đã không thể tiêu hao thêm được nữa. Tào Bạch đột nhiên nói, ta thua rồi. Diệp Quân nói, cảm ơn đã nhường. Nói xong, hắn thu kiếm lại. Lúc này, Tịch Huyền đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy nhẹ giọng nói, không sao chứ. Diệp Quân lắc đầu, hơi suy yếu. Tịch Huyền trầm giọng nói, xung quanh có thêm một vài khí tức cường đại giấu kín. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh một lượt, nhíu mày, rất rõ ràng, có một số người chuẩn bị toan tính trục lợi. Hơi phiền phức rồi đây. Diệp Quân trầm mặc. Đúng vào lúc này, Tào Bạch đột nhiên nói, Diệp Huynh, ta nguyện bảo vệ cho Huynh một đoạn đường. Diệp Quân nhìn về phía Tào Bạch đột nhiên liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, nếu như ai dám ra tay với Diệp Huynh, dù ngươi là ai, sau lưng là thế lực gì, ta nhất định sẽ giết không tha, nếu như ngươi không phục thì có thể tới kiếm tông ta báo thù bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, tất cả những luồng khí tức xung quanh đều tan đi hết, biến mất không thấy tăm hơi. Kiếm tông. Tiếng của Tào Bạch vừa dứt, tất cả cường giả ẩn nấp xung quanh đều rút lui, chỉ sợ bị Tào Bạch nhắm trúng. Không ai dám chọc giận kiếm tông. Dù là mấy thế gia siêu cấp ở Tổng viện cũng không dám chọc giận kiếm tông. Không phải sợ mà thật sự không muốn gây chuyện. Ở vũ trụ quan huyên, kiếm tông nổi danh khó nhằn. Xấu tính. Bao che người của mình. Người nào người nấy đều đánh đấm rất giỏi. Bối cảnh nghịch thiên. Dù là nội các thì cũng chỉ có thể ràng buộc kiếm tông một phần nào đó thôi, trước nay không dám hạ bất cứ mệnh lệnh cứng rắn nào. Vì sao? Vì họ giỏi đánh đấm quá. Trong kiếm tông đã có đến 3 vị đại kiếm đế siêu cấp, ngoài ra còn có khá nhiều kiếm đế. Quan trọng nhất là những kiếm tu này đều vô cùng xấu tính, nếu mệnh lệnh của nội các khiến kiếm tông không vui thì kiếm tông thật sự dám mặc kệ nội các. Thậm chí còn dám công nhiên làm phản nội các. Nếu 3 vị đại kiếm đế tỏ thái độ cứng rắn thì các nhân vật lớn của nội các cũng phải đau đầu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, trong trận chiến năm xưa, kiếm tông là tông môn bị thương vong nhiều nhất. Cả kiếm tông có 100.000 kiếm tu đã chết ở chiến trường hư chân, ngày hôm đó cường giả của kiếm tông đã xung phong dẫn đầu, đánh đến người cuối cùng, đến cả Thính Vân kiếm đế cũng suýt chút đã bỏ mạng trong trận chiến đó. Trong trận chiến năm xưa, kiếm tông suýt chút nữa đã bị diệt tông, tuy rằng sau này đã dần dần hồi phục nguyên khí nhưng không thể huy hoàng như trước đây được nữa. Thế nên cả vũ trụ quan huyên đều vô cùng kính phục kiếm tông. May là ngày thường kiếm tông cũng không tham gia thế sự, nên mọi người đều tránh tuyệt đối không chủ động gây sự với kiếm tông. Tới kiếm tông trả thù. Mẹ kiếp, kẻ nào dám. Đến cả mấy thế gia siêu cấp kia cũng không dám làm vậy. Đương nhiên cũng không cần thiết phải làm vậy. Bọn họ phải nể mặt kiếm tông. Giang hồ đâu hẳn chỉ là chém chém giết giết, còn có nhân tình thế thái. Cảm nhận được những khí tức xung quanh rút lui, Diệp Quân thấy hơi kinh ngạc, uy danh của kiếm tông này thật khủng khiếp, chỉ một lời đã dọa lui những cường giả trong bóng tối, đúng là đỉnh. Thấy mọi người rút lui, Tào Bạch mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Diệp Quân nhìn Tào Bạch, khẽ cười, Tào Huynh, đa tạ. Tào Bạch khẽ lắc đầu, không cần đâu, chuyện này trách ta, nếu ta không đòi cọ sát với huynh thì với thực lực của Diệp huynh, đám người tầm thường kia khó mà làm huynh bị thương được. Diệp Quân cười,
sau đó nhìn Tịch Huyền, chúng ta lên đường thôi. Tịch Huyền gật đầu, định dùng tàu mây thì Tào Bạch bỗng nói, dùng cái này đi. Nói rồi y xòe bàn tay ra, một chiếc phi thuyền cực lớn dài nghìn trượng xuất hiện trước mặt hai người, cực kỳ hào nhoáng. Mắt Tịch Huyền ánh lên sự bất ngờ, tàu sao? Tàu cũng có phân cấp bậc, thấp nhất là tàu mây, trên đó là tàu sao, sau đó là tàu vũ trụ, tàu đế, cuối cùng là tàu thần. Một chiếc tàu sao rất quý giá, trị giá thấp nhất cũng lên đến vài nghìn vạn kim tinh, chỉ một vài thế lực lớn mới dùng nổi. Mà Tào Bạch này đã sở hữu riêng một chiếc rồi. Phải công nhận rằng kiếm tông này giàu có thật. Diệp Quân cũng hơi chấn động, đệ tử của tông môn này giàu quá, chẳng trách ai cũng muốn tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, vì phúc lợi và đãi ngộ quá tốt. Nghĩ vậy, Diệp Quân thầm than, Tháp Gia, người có tiền không? Nếu có thì cho ta mượn một ít đi, chắc chắn ta sẽ trả. Nếu ngươi không tin ta thì sau này đợi ta tìm thấy cha ta, ông ấy trả cho ngươi cũng được, ngươi quen với cha ta mà, ngươi tin cha ta chứ? Tháp Gia cạn lời. Mẹ nó chứ? Hai cha con nhà ngươi biết đùa thật đấy. Đúng là con ruột mà. Diệp Quân hỏi, Tháp Gia ơi. Tiểu Tháp im lặng. Cha ngươi trả sao? Thằng nhóc ngốc. Cha ngươi nợ không biết bao nhiêu nghìn tỷ đấy. Diệp Quân còn muốn hỏi gì đó, Tịch Huyền bỗng nói, đi thôi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, gật đầu, được. Một lát sau, Diệp Quân và Tịch Huyền lại lên đường. Còn Tào Bạch thì ngự kiếm đi, y thật sự định hộ tống Diệp Quân 3 ngày. Vì có Tào Bạch hộ tống, hành trình tiếp theo thật sự không có ai dám tới gây sự. Tào Bạch không đáng sợ đến vậy, cái đáng sợ là kiếm tông. Mà Tào Bạch lúc này có thể được xem như là đại diện cho kiếm tông. Nếu không nể mặt thì kiếm tông không để ngươi sống yên đâu. Trên tàu sao, Diệp Quân ngồi xếp bằng, sau khi dùng một viên đan dược trị thương, hắn lấy kim tinh ra hấp thụ. Hấp thụ kim tinh, khí tức của hắn dần hồi phục trở lại. Thế là hắn bắt đầu nhớ lại trận chiến lúc trước. Phải nói là hắn khá may mắn. Vì hắn phát hiện ra khí kiếm của mình không tài nào địch lại hai thanh phi kiếm của Tào Bạch. Khí kiếm và kiếm thực vẫn có khoảng cách lớn lắm. Còn về kiếm hành đạo, cọ sát với người khác mà dùng kiếm hành đạo thì hơi quá đáng. Thanh kiếm này hơi mạnh quá. Lúc này, anh nghĩ đến kiếm chủ nhân gian, kiếm của kiếm chủ nhân gian ắt hẳn cực kỳ siêu nhỉ. Đối với kiếm hành đạo, hắn vừa yêu thích vừa lo lắng. Vì khi thường xuyên dùng thanh kiếm này sẽ khiến hắn nảy sinh ra tâm lý mình vô địch thiên hạ. Thật vậy, khi hắn cầm thanh kiếm này, hắn thấy mình vô cùng kiêu căng, thậm chí nhiều lúc hắn còn cảm thấy Tháp Gia cũng bình thường thôi. Thế nên hắn buộc phải thận trọng. Có cơ hội hắn phải tìm cho mình một thanh kiếm đừng quá vô địch, lúc dùng sẽ không bay quá xa. Dùng kiếm hành đạo, dễ bay xa lắm. Tiểu Tháp. Lúc này... Tào Bạch bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tịch Huyền. Y nhìn Diệp Quân, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một câu, sư phụ của Huynh là ai? Diệp Quân sở hữu trình độ kiếm đạo mạnh cỡ này, chắc chắn đã có được truyền thừa kiếm đạo, hơn nữa người đứng sau lưng nhất định rất mạnh, y cực kỳ tò mò. Diệp Quân cười nói, là cô của ta. Cô! Tào Bạch sửng sốt, sau đó gật đầu, không hỏi thêm gì. Đương nhiên! Y có hỏi thêm thì Diệp Quân cũng không trả lời được gì. Chính hắn còn không biết được nhiều. Tào Bạch nhìn Diệp Quân, trong lòng thầm thấy tiếc. Thiên tài kiếm đạo cỡ này mà không phải là người của kiếm tông. Tiếc quá. Bây giờ mời Diệp Quân gia nhập kiếm tông. Chắc chắn là không được. Ít nhất thì Y không có tư cách này. Tuy các thế gia và một vài tông môn nể mặt kiếm tông, nhưng không có nghĩa là họ sợ kiếm tông. Nếu bây giờ cố mời Diệp Quân gia nhập kiếm tông, điều này không chỉ là vả vào mặt phe thế gia và phe tông môn, mà còn là vả thẳng vào mặt thư viện. Chắc chắn những thế lực kia sẽ không để kiếm tông làm vậy. Tuy kiếm tông mạnh nhưng không thể khiến tất cả cùng phẫn nộ được. Chuyện này đã không phải là chuyện một kiếm tu như y quản được. 3 ngày. Đây là những gì bây giờ y có thể làm được. Tào Bạch lại thầm thở dài. Tiếc quá đi mất. Thật ra vì một vài nguyên nhân trong lịch sử mà trên dưới kiếm tông rất đoàn kết, dường như không có nội đấu, vì bên ngoài kiếm tông luôn có kẻ địch mạnh mẽ. Kiếm tông từng là một thanh kiếm của thư viện Quan Huyên. Một thanh kiếm sắc bén có thể khiến người ta khiếp sợ.
Đến ngày nay, kiếm tông cũng đã không còn mạnh như trước đây nữa, kiếm tu ngày càng ít, cũng chính vì vậy Tào Bạch mới thấy tiếc nuối. Diệp Quân là một kiếm tu độc lập, nếu gia nhập kiếm tông thì thành tựu sẽ càng cao hơn. Mà bây giờ, sự việc đã phát triển tới mức độ này rồi. Đừng nói là y, dù kiếm tông muốn nhúng tay vào cũng phải cân nhắc kỹ càng. Trừ phi, Thanh Khưu nữ đế thức tỉnh. Từ sau khi kiếm chủ nhân gian mất tích, cũng chỉ có mình Thanh Khưu nữ đế là có thể trấn áp cả thư viện bằng một lời nói, nghịch chuyển càn khôn. 2. Tào Bạch lắc đầu, quay người nhìn tinh không sâu thẳm. Lần này trở về phải báo cáo kỹ càng chuyện ở dưới này với các trưởng lão trong tông môn mới được. Diệp Quân ngồi xếp bằng vẫn đang nhớ lại trận chiến ban nãy với Tào Bạch. Trận chiến này khiến hắn nhận ra điểm thiếu sót của mình. Thứ nhất, tốc độ chưa đủ nhanh, gặp người bình thường thì tốc độ của hắn là đủ, nhưng nếu gặp thần thuật sư và kiếm tu thiên tài như Tào Bạch, tốc độ của hắn sẽ bị trấn áp, mà khi tốc độ bị trấn áp, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Thứ hai, cảnh giới quá thấp, vấn đề này ngày càng hiện rõ. Cảnh giới quá thấp, huyền khí tự thân sẽ không đủ, huyền khí không đủ thì không thể nào đánh lâu được. Nếu không thể giải quyết trận đấu nhanh chóng thì hắn sẽ càng lúc càng đuối sức, thực lực cũng càng ngày càng yếu. Nếu hắn không thể giết chết đối phương bằng một nhát kiếm thì sẽ rơi vào thế bị động, dễ bị đối phương giết ngược. Hai vấn đề này đều cần hắn giải quyết. Nếu không, một khi gặp phải kẻ địch mạnh thực sự, hắn sẽ chịu thiệt. Đáng tiếc bây giờ hắn không còn nhiều thời gian. Sau khi đổi qua đi tàu sao, thời gian một tháng được rút ngắn thành 20 ngày, quá ngắn. Trong 20 ngày, hắn không thể nào tu luyện và học tập bình thường được. Kẻ địch sẽ ngày càng nhiều, ngày càng mạnh. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn tinh không vô bờ bến, ánh mắt hắn dần lạnh lẽo. Bây giờ hắn chỉ có một con đường duy nhất. Đó chính là tu luyện bằng cách giết chóc. Vừa giết vừa tu luyện. Chỉ còn con đường này mà thôi. Lúc này, Tịch Huyền tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy khẽ nói, nhất định chúng ta sẽ có thể tới được Thanh Châu. Diệp Quân gật đầu, bây giờ đối với hắn, hy vọng duy nhất là tới Thanh Châu, sau đó tìm đạo kiếm khí mà kiếm chủ nhân gian để lại, mời kiếm chủ nhân gian hiển linh. Sau 3 ngày, hôm nay, trên tàu sao, Tào Bạch ôm quyền nói với Diệp Quân, Diệp huynh, ta phải đi rồi. Diệp Quân cười nói, Diệp Quân ta ghi nhớ ân tình Tào huynh đã hộ tống. Nếu lần đến Thanh Châu này ta không chết, ngày sau chắc chắn sẽ tới kiếm tông cảm tạ Tào huynh. Tào Bạch lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Y dừng lại một chốc rồi lại nói, Diệp huynh, đường dài trắc trở, huynh bảo trọng. Diệp Quân gật đầu, sau này gặp lại. Tào Bạch ôm quyền chào rồi quay người ngự kiếm rời đi, chớp mắt đã mất dạng. Sau khi Tào Bạch đi, Diệp Quân khẽ cười, phiền phức sắp tới rồi. Tịch Huyền cười nói, thì cứ để nó tới thôi. Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn Tịch Huyền, từ trước giờ hắn vẫn chưa biết thực lực thật sự của Tịch Huyền. Rốt cuộc cô ấy mạnh đến nhường nào? Hắn không biết, vì hắn chưa từng được thấy Tịch Huyền thật sự đánh nhau với ai. Tịch Huyền bỗng hô tay trước hai mắt Diệp Quân, cười hỏi, nhìn ta làm gì? Mặt ta nở hoa hả? Diệp Quân lắc đầu, không. Ta đang nghĩ rốt cuộc thực lực của Tịch Huyền cô nương mạnh đến cỡ nào. Tịch Huyền khẽ cười, cũng tạm, tạm tạm thôi. Diệp Quân, cô từng là chủ tịch của Thư viện Trung Thổ Thần Châu đấy. Tịch Huyền, chuyện đã qua rồi. Diệp Quân bỗng hơi tò mò, Tịch Huyền cô nương, gia thế của cô thế nào? Tịch Huyền lắc đầu, không nói gì. Diệp Quân khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Tàu sao lái vào sâu tinh không, với tốc độ này. 15 ngày nữa là họ sẽ tới Thanh Châu. Càng tới gần Thanh Châu nghĩa là càng lúc càng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Một bên khác, một cô gái đứng sâu trong tinh không, nhìn tàu sao chậm chậm trôi đi. Cô gái mặc trường bào màu trắng bó sát người, thân hình mảnh khảnh, tóc dài xõa sau vai chấm đến mông, tóc của cô ta có màu vàng óng ánh, không chỉ thế, trong mắt của cô ta cũng có màu vàng nhạt. Cô ta chắp tay sau lưng, nhìn chiếc tàu sao ở đằng xa. Có một ông lão mặc đồ đen đứng bên cạnh cô gái này. Ông lão áo đen khẽ khom người, thiếu tộc trưởng, cô không ra tay sao? Thiếu tộc trưởng, cô gái này chính là thiếu tộc trưởng của tộc Thiên Long Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên, Ngao Nhàn trưởng lão,
Ba ngày trước ông cũng đã chứng kiến trận chiến giữa Diệp công tử này với Tào Bạch kia rồi, ông không có suy nghĩ nào khác à? Ngao Nhàn do dự rồi nói, Diệp quân này đúng là yêu nghiệt, chính vì vậy mà không thể để kẻ này sống được. Nếu không, khi cậu ta trưởng thành sẽ là bất lợi cực lớn cho tộc Thiên Long chúng ta. Ngao Thiên Thiên khẽ cười, Ngao Nhàn trưởng lão, ông chỉ nghĩ được vậy thôi à? Ngao Nhàn trầm giọng nói, mong thiếu tộc trưởng chỉ rõ. Ngao Thiên Thiên bình thản nói, trong kiếm tông, tuy Tào Bạch không phải là thiên tài giỏi nhất nhưng cũng là thiên tài yêu nghiệt hiếm có trong kiếm đạo. 18 tuổi đã là bán bộ kiếm đế, từ nhỏ đã có danh sư chỉ dạy tu luyện, lại có 3 thanh tiên kiếm, nhưng... Cô ta nhẹ giọng nói, y thua vị Diệp công tử này. Ngao Nhàn sững người. Ngao Thiên Thiên lại nói, ông vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này sao? Ngao Nhàn, đúng là cậu ta không đơn giản, nhưng thế thì đã sao? Tộc Thiên Long chúng ta có gì mà phải sợ cậu ta? Ngao Thiên Thiên thản nhiên nói, thế ông lên đi. Ngao Nhàn cứng họng. Ngao Thiên Thiên, ông không sợ thì ông lên đánh đi. Sắc mặt Ngao Nhàn hơi khó coi. Ngao Thiên Thiên khẽ cười, Ngao Nhàn trưởng lão, thấy chưa, ông không sợ là vì sau lưng ông có tộc Thiên Long. Nhưng có một điểm, ông không phát hiện ra sao. Hình như người ta cũng không hề sợ chúng ta. Ngao Nhàn im lặng. Ngao Thiên Thiên, có biết vì sao ta lại đích thân tới đây không? Ngao Nhàn nhìn Ngao Thiên Thiên, cô ta nói, ta tới đây chỉ muốn xem thử Diệp công tử này như thế nào. Bây giờ thấy Diệp công tử khí khái phi phàm, tuy có thiên phú và thực lực nghịch thiên nhưng lại không hề kiêu ngạo, trầm ổn và trưởng thành hơn người thường rất nhiều. Nhất cử nhất động lộ rõ tài năng, lúc đứng yên cũng tỏa ra sự điềm tĩnh hơn người. Nói rồi, cô gái híp mắt lại, qua truyền thừa kiếm đạo và tính cách của Diệp công tử có thể nhận ra được chắc chắn sau lưng người này có minh sư chỉ dạy. Nếu người đứng sau lưng Diệp công tử không bằng tộc Thiên Long chúng ta thì ngày hôm đó sẽ không để Diệp công tử chém chết người trong tộc chúng ta, kết thù với chúng ta. Nhưng người đứng sau lưng Diệp công tử lại không ngăn cản, chỉ có một lời giải thích cho việc này, đó chính là người chống lưng cho Diệp công tử hoàn toàn không sợ tộc Thiên Long chúng ta, càng không sợ nhà họ An. Nói cách khác là không sợ hai vị võ thần kia. Ngao Nhàn khiếp sợ. Ngao Thiên Thiên chắp tay sau lưng. Hai tay từ từ siết chặt, nhớ không giết chết Diệp công tử, tộc Thiên Long chúng ta chắc chắn sẽ vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Dù có giết được Diệp công tử, tộc Thiên Long chúng ta ngoài việc hả được cơn giận thì cũng không có được bất cứ thứ gì. Nói rồi, cô ta chậm rãi thả lỏng tay ra, khẽ nói, truyền lệnh, tất cả cường giả trong tộc lùi ra sau nghìn dặm, không được theo sát nữa. Ai dám ra tay, ta giết kẻ đó. Nói xong, cô ta đi về phía xa. Ngao Nhàn run giọng nói, thiếu tộc trưởng, cô làm thế này là... Ngao Thiên Thiên bình thản nói, dùng tiền đồ và mạng sống của ta để cược một lần, cược Diệp công tử có thể sống sót sau lần này, cược người chống lưng cho Diệp công tử nghịch thiên vô địch. Trên tàu sao, Diệp quân ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vô số linh khí xung quanh đang không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hấp thu kim tinh, cảnh giới thấp thì lượng huyền khí dự trữ trong cơ thể sẽ ít. Huyền khí ít thì số lần hắn xuất kiếm cũng sẽ ít. May là hắn tu luyện công pháp cấp tiên mà tháp ra cho, nếu không với cảnh giới bây giờ của hắn, e là vừa mới xuất ra một kiếm thì huyền khí trong cơ thể đã cạn kiệt. Thế nên bây giờ hắn bắt đầu chú trọng tu luyện cảnh giới. Cũng không phải muốn lập tức đột phá, dục tốc bất đạt mà, hắn hiểu đạo lý này. Bây giờ hắn chỉ mới bắt đầu nghiên cứu và học tập, giống như lúc đột phá cảnh giới diệt không vậy. Chuẩn bị tốt hết mọi thứ, đợi đến giây phút tự động đột phá kia thôi. Đúng lúc này, giọng nói của Tịch Huyền bỗng vang lên, tiểu quân tử, có người tới rồi này. Diệp quân từ từ mở mắt, hắn đứng dậy, cách tàu sao trăm dặm có một người đàn ông, hắn ta mặc một bộ trường bào đen, tay phải cầm thanh trường thương màu đen, tay trái chắp sau lưng, hắn ta đứng đó tỏa ra khí thế khiếp người. Thương tu, Diệp quân nhìn người đàn ông mà không nói gì. Vì không cần thiết phải nói chuyện với người chết. Người đàn ông thương tu đó bỗng bước một bước về phía trước, thương ý từ mũi thương phun trào ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành một thanh ý thương dài trăm trượng phóng về phía Diệp quân. Mọi nơi mà thanh ý thương này phóng qua, không gian đều vỡ nát, cực kỳ dọa người. Diệp quân bình tĩnh, đang định ra tay thì lúc này bỗng có một luồng khí tức khủng bố cuộn lên từ bên cạnh.
Diệp Quân nhíu mày, quay đầu nhìn. Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào thanh ý thương kia, ý thương vỡ nát cùng với một mảng không gian. Phía xa, người đàn ông cầm thanh trường thương nheo mắt lại, hắn ta quay đầu nhìn, thấy một cô gái mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới. Diệp Quân nhìn cô gái đang đi tới này, nhíu mày, lại là ai nữa đây? Người đàn ông cầm trường thương nhìn chằm chằm cô gái, cô là ai? Cô gái nhìn người đàn ông, Lâm Nhiên, ngươi là thiên tài hiếm có của Phúc Địa Lư Sơn, cần gì phải nhúng tay vào vũng bùn này? Người tên Lâm Nhiên bình tĩnh nói, muốn tới giao lưu với vị kiếm đế tới từ Trung Thổ Thần Châu này một phen, xem thực lực của hắn thế nào. Cô gái thản nhiên nói, bây giờ ngươi đi được rồi. Lâm Nhiên nhìn cô gái, cô nói đi là ta phải đi à? Cô gái bỗng dưng biến mất. Đồng tử Lâm Nhiên rút lại, trường thương đâm mạnh về phía trước. Thế thương như rồng. Thương ý ngút trời phun trào ra ngoài, thét gào như sóng cả, vô cùng đáng sợ. Nhưng cô gái kia chỉ tung ra một quyền mà đã đánh nát tất cả thương ý. Thấy cảnh này, đồng tử Lâm Nhiên rút lại, đang định ra tay tiếp thì cô gái đã bước tới trước mặt hắn ta, sau đó tóm lấy cổ họng của hắn ta, cứ thế nhấc bổng hắn ta lên. Lâm Nhiên khiếp sợ, cô là ai? Cô gái nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, lúc ta thả tay ra, trong vòng ba nhịp thở, nếu ngươi còn ở lại đây thì ta sẽ tiễn ngươi đi đầu thai. Nói rồi cô ta thả tay ra, quay người đi về phía Diệp Quân. Lâm Nhiên khiếp sợ nhìn cô gái, rốt cuộc cô là ai? Cô gái dừng chân, trầm giọng nói, sao ngươi còn hỏi câu hỏi ngu xuẩn thế này? Nói rồi cô ta quay người ra đánh một quyền. Chớp mắt, Lâm Nhiên đã về với cát bụi. Cô gái không thèm phí lời, quay người bước đi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tịch Huyền trên tàu sao bỗng thay đổi. Sức mạnh của cô gái này thật khủng khiếp. Diệp Quân nhìn cô gái, hơi khó hiểu, sao cô ấy không lấy nhẫn không gian của Lâm Nhiên đi. Nói rồi hắn khẽ lắc đầu, giết người mà không lấy đồ, chẳng phải lỗ rồi sao? Tịch Huyền nghe vậy thì ngẩn người. Lúc này, cô gái kia đã tới trước mặt Diệp Quân và Tịch Huyền. Cô gái nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân công tử, ta tự giới thiệu nhé, ta là Ngao Thiên Thiên. Ngao. Diệp Quân nhìn cô gái, người của tộc Thiên Long. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân khẽ cười, cô nương đang chơi trò gì vậy? Ngao Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói, ta đã điều tra rõ chuyện giữa công tử và tộc Chân Long rồi, chuyện này là tộc Chân Long làm sai. Bọn họ ngang nhiên phá hoại trật tự cuộc tỷ võ trước, xem thường quy tắc của thư viện, sau đó còn bắt tay với nhà họ An để đối phó với Diệp công tử ở khắp nơi, muốn đuổi cùng giết tận. Làm chuyện ác thế này, ai nấy đều căm hận. Nói rồi cô ta thở dài, tộc Thiên Long của ta chưa điều tra rõ chân tướng cũng đã ra tay với công tử, đây là lỗi của tộc Thiên Long. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, không nói gì. Hắn buộc phải đề phòng, con cháu những gia tộc lớn nhiều chiêu trò lắm. Mình phải cẩn thận. Ngao Thiên Thiên nghiêm túc nói, Diệp công tử, hôm nay ta tới đây là để thay mặt tộc Thiên Long xin lỗi công tử. Nói rồi cô ta khom người thật sâu hành lễ, Diệp công tử, xin lỗi, tộc Thiên Long của ta đã gây thêm phiền phức cho công tử rồi. Diệp Quân vẫn im lặng. Đương nhiên hắn thấy bất ngờ. Xin lỗi sao? Khi trước tộc Thiên Long đã muốn đẩy mình đến đường cùng. Thế mà bây giờ lại tới xin lỗi. Không phải cô muốn cướp nhẫn không gian của tôi đấy chứ? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, Thiên Thiên cô nương, thật ra sau lưng ta không có nhân vật lớn nào cả, cô có cần điều tra rõ rồi hãy quyết định không? Nếu không, ta sợ sau khi cô điều tra rõ sẽ tới đánh ta, thế chẳng phải sẽ rất gượng gạo sao? Ngao Thiên Thiên cười nói, Diệp công tử nói đùa rồi. Ta tới xin lỗi không phải vì sau lưng công tử có ai hay không, chỉ vì công đạo mà thôi. Chuyện này là lỗi của tộc Thiên Long ta. Ta đến đây chỉ để xin lỗi. Nói rồi cô ta xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian màu vàng chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp công tử, trong nhẫn không gian này có 1.000 vạn kim tinh, thay cho lời xin lỗi của ta, mong công tử đừng từ chối. Diệp Quân im lặng. Nhiều thật. Nhưng hắn không nhận. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, ta bị thư viện truy nã, chuyện này là do tộc Thiên Long. Ngao Thiên Thiên lập tức nói, không phải là bọn ta, là nhà họ An, đều do nhà họ An làm. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, không nói gì.
Ngao Thiên Thiên chân thành nói, Diệp công tử, ta thật lòng nói với công tử một câu, tình hình bây giờ của công tử khá phức tạp. Vì Diệp chủ tịch nên phe thế gia và tông môn đã xem công tử là kẻ thù, bọn họ muốn giết công tử không phải vì tộc Thiên Long của ta, bọn ta không có mặt mũi lớn đến vậy đâu, bọn họ muốn giết công tử để lấy đó trấn áp phe thư viện. Diệp quân bỗng hỏi, Diệp quan chỉ cô nương vẫn ổn chứ? Ngao Thiên Thiên im lặng. Diệp quân nhíu mày, sao vậy? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, Diệp chủ tịch đã bị cách chức chủ tịch, đồng thời bị tước quyền điều động quan huyên vệ, còn bị giam lỏng ở Nam Uyển nữa. Diệp quân không hiểu, vì sao? Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp quân, sau khi cô ấy biết công tử bị truy nã thì trình tấu chương tố cáo với nội các, sau đó đã bị nội các trấn áp. Nghe vậy, Diệp quân sững sờ. Hắn không ngờ người mới chỉ gặp mặt hai lần lại có thể vì mình mà trình tấu chương tố cáo những thế gia và tông môn kia. Đặc biệt là đối phương còn vì chuyện của hắn mà chôn vùi tiền đồ của mình. Lúc này, trong lòng Diệp quân bỗng thấy phức tạp. Ngao Thiên Thiên lại nói, Diệp công tử, con đường phía trước trắc trở, mong công tử bảo trọng. Cô ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, với thực lực của công tử, người thường không làm khó được công tử. Ví dụ như Động Thiên Tuế Nguyệt đứng đầu trong 9 Động Thiên lớn và Phúc Địa Linh Hư đứng đầu trong 10 Phúc Địa lớn, thiên tài của hai thế lực này rất mạnh. Ngoài ra, những kẻ trên bảng yêu nghiệt cũng rất đáng gờm, còn có một vài binh đoàn đánh thuê đỉnh cấp trong công hội lính đánh thuê. Nói đến đây, cô ta lắc đầu cười, thật ra đều rất mạnh. Diệp quân khẽ gật đầu, anh nhìn Ngao Thiên Thiên, Thiên Thiên cô nương, cô chắc chắn cô có thể đại diện cho tộc Thiên Long chứ? Nói cách khác, lần này cô đến là đại diện cho một mình cô hay cả tộc Thiên Long? Ngao Thiên Thiên cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta có thể đại diện cho tộc Thiên Long. Diệp quân im lặng. Ngao Thiên Thiên không nói thêm gì, cô ta ôm quyền, Diệp công tử, sau này gặp lại. Nói xong cô ta quay người rời đi. Sau khi Ngao Thiên Thiên rời đi, Diệp quân chìm vào im lặng. Tịch Huyền bỗng cười nói, người đang không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, đúng không? Diệp quân gật đầu. Tịch Huyền, đơn giản thôi mà. Diệp quân nhìn Tịch Huyền, Tịch Huyền nói, chắc chắn cô ấy đã nhận định rằng sau lưng người có đại lão tuyệt thế, hơn nữa có thể còn là sự tồn tại mà tộc Thiên Long của cô ấy không thể chọc giận nổi. Thế nên cô ấy mới tới hóa giải ân oán với ngươi, kết thúc nhân quả trong chuyện này. Nghe thế Diệp quân lắc đầu cười. Tịch Huyền nghiêm túc nói, người đấy, chẳng biết gì cả, người nghĩ thử xem, người trẻ thế này đã đạt đến kiếm đế, người đứng sau lưng người có thể là người bình thường được sao? Đặc biệt là vị nữ kiếm tu mặc váy đỏ đã xuất hiện trước đó, chắc chắn bà ấy là cường giả tuyệt thế tới từ mấy nghìn vạn năm trước. Tóm lại, người không đơn giản đâu. Diệp quân lắc đầu, cô và tháp gia của ta chắc chắn là không đơn giản rồi, nhưng... Nói đến đây... Hắn trầm giọng nói, thật ra ta chỉ là một đứa con riêng. Tịch Huyền sửng sốt. Diệp quân lại lắc đầu thở dài, không nói thêm gì. Chắc chắn tháp gia cũng không đơn giản, nhưng bây giờ tháp gia đang bị thương nặng. Rõ ràng tháp gia không phải là cường giả tuyệt thế. Nếu là cường giả tuyệt thế sao có thể bị thương được? Hơn nữa tháp gia còn thích làm màu, nếu nó thật sự vô địch, chắc chắn nó sẽ không khiêm tốn vậy đâu. Nó khiêm tốn như vậy chắc là đang kiêng dè điều gì đó. Thứ hai, thực lực của cô mình tuy nghịch thiên nhưng bà ấy không dám đánh kiếm chủ nhân gian. Mà kẻ đang đối phó với mình là ai? Là thư viện quan huyên. Đánh tới cuối cùng, kiếm chủ nhân gian sẽ bảo vệ thư viện và nhà họ An, giết mình, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được kiếm chủ nhân gian? Đây là việc có khả năng sẽ xảy ra. Dù sao kiếm chủ nhân gian có mối quan hệ thân thiết với nhà họ An mà. Còn có Tiên Bảo Các. Bây giờ Tiên Bảo Các đã phối hợp với thư viện đối phó với mình rồi. Tiên Bảo Các làm như vậy là vì các chủ đầu tiên của Tiên Bảo Các là tần quan có mối quan hệ không tầm thường với kiếm chủ nhân gian. Thật ra ai cũng biết, hai người họ là vợ chồng. Đổi một cách nói khác, đối đầu với kiếm chủ nhân gian có nghĩa là đối đầu với các chủ tần quan của Tiên Bảo Các. Nếu kiếm chủ nhân gian và tần quan muốn giết mình, đến lúc đó mình phải làm sao? Nghĩ đến đây, Diệp quân cảm thấy cực kỳ áp lực. Một lát sau, Diệp quân siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh lùng, tháp ra, ta không thích cảm giác này, cảm giác bị người khác quyết định vận mệnh. Ta muốn trở nên mạnh mẽ.
Tiểu Tháp cười nói, ta ủng hộ ngươi. Diệp Quân gật đầu, nghiêm giọng nói, ta sẽ nỗ lực. Ta phải lớn mạnh, mạnh hơn cả kiếm chủ nhân gian. Đến lúc đó, nếu thư viện Quan Huyên dám ức hiếp ta, ta sẽ diệt luôn thư viện Quan Huyên, giết kiếm chủ nhân gian. Nếu tiên bảo các dám bắt nạt ta, ta sẽ san bằng tiên bảo các, giết Tần các chủ. Vận mệnh của ta, ta tự quyết định. Tiểu Tháp. Diệp Quân khẽ gật đầu, có Tháp gia ủng hộ là tốt rồi. Một mình ta không có chút dũng khí nào cả. Tiểu Tháp. Giọng nói bí ẩn, Tiểu Tháp. Ngươi tiêu đời rồi, tiêu thật rồi đấy. Nghe lời Diệp Quân nói, Tiểu Tháp bỗng sợ hết cả hồn. Mẹ kiếp. Sao thằng nhóc khốn nạn này lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tiểu chủ chỉ định giết cha thôi, thằng nhóc này không chỉ định giết cha mà còn định giết luôn cả mẹ. Khiếp! Nếu để tiểu chủ và chủ mẫu biết hắn có suy nghĩ này, mình thật sự sẽ tiêu đời. Nó phát hiện, chuyện càng ngày càng vượt xa tầm khống chế của nó rồi. Nhưng nó lại không thể nói sự thật với Diệp Quân. Bây giờ nó mới hiểu cái gì gọi là đâm đầu vào chỗ chết. Khổ thân ta quá đi mà. Tiểu Tháp thở dài, cực kỳ lo lắng cho tương lai của mình. Nó đã quyết định, giúp đỡ đời này xong thì sẽ nghỉ hưu, không làm mấy chuyện này nữa đâu. Thấy Tiểu Tháp không nói gì, Diệp Quân khẽ gật đầu, xem như Tháp gia đã ngầm đồng ý rồi. Đừng nói chứ, nếu không có Tháp gia ủng hộ, hắn thật sự không dám nghĩ đến mấy chuyện này đâu. Tiểu Tháp, lúc này, Tịch Huyền đứng bên cạnh bỗng nói. Dù thế nào thì tộc Thiên Long cũng sẽ không đối đầu với ngươi nữa, đây là một chuyện tốt. Nói cho cùng, họ cũng được xem là tộc lớn trong thư viện Quan Huyên, thực lực rất mạnh, bây giờ họ không đối phó với ngươi, ngươi đỡ bớt được một kẻ địch mạnh rồi. Diệp Quân gật đầu. Thật ra hắn cũng không quan tâm lắm. Vì bây giờ đã có quá nhiều thế lực đối phó với hắn. Thêm hay bớt một thế lực cũng không khác nhau là bao. Đương nhiên. Vào lúc này Ngao Thiên Thiên xin lỗi và làm hòa với hắn là chuyện hắn không thể nào ngờ được. Một lát sau, tàu sao chậm rãi bay vào sâu trong tinh không, bốn bề tịch mịch, ngân hà lấp lánh, đẹp như tranh vẽ. Ở một nơi nào đó, Ngao Thiên Thiên đứng nhìn chiếc tàu sao bay đi xa, im lặng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Ông lão áo đen đứng bên cạnh cô ta do dự một lát rồi nói, thiếu tộc trưởng, chuyện này có cần thông báo với tộc trưởng và các trưởng lão không ạ? Ngao Thiên Thiên thản nhiên đáp, không cần. Ông lão muốn nói nhưng rồi lại thôi. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn ông lão, ông ta run giọng nói, thiếu tộc trưởng, ta đã thông báo cho bên tộc trưởng biết rồi. Ngao Thiên Thiên híp mắt lại, một luồng sát ý bao trùm lấy ông lão áo đen, cùng lúc đó một luồng long uy khủng khiếp chân áp ông lão khiến ông ta không thể nào động đậy được. Thấy Ngao Thiên Thiên nổi giận, sắc mặt ông lão tái mét, lập tức quỳ xuống. Đang định nói gì đó thì Ngao Thiên Thiên đã đánh một chưởng lên đỉnh đầu ông ta. Phụt! Ông lão áo đen hóa thành thịt vụn. Linh hồn cũng bị giết trong tích tắc. Thấy cảnh này, gương mặt những cường giả tộc Thiên Long đứng gần đó bỗng biến sắc, đồng loạt lùi ra, ánh mắt ngập tràn sự kiêng dè. Bọn họ cũng không ngờ thiếu tộc trưởng lại bỗng dưng ra tay, hơn nữa còn là chiêu hiểm, không nể chút tình nào. Ngao Thiên Thiên vô cảm nói, không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ đồng đội ngu. Nói rồi cô ta quay đầu nhìn lướt qua một lượt các cường giả tộc Thiên Long, ở hết đây cho ta, ai dám tới gây rắc rối cho Diệp Quân kia thì ta đánh chết kẻ đó. Nói rồi, cô ta quay người xé rách không gian, sau đó biến mất. Cô ta buộc phải đích thân về tộc để thuyết phục, nếu không mấy tên kiêu căng trong tộc chắc chắn sẽ không chịu buông tha, đi gây sự với Diệp Quân thì đến lúc đó có thể sẽ rước đại họa diệt tộc cho tộc Thiên Long. Phải ngăn cản. Những cường giả tộc Thiên Long ở đó đều không dám tự ý hành động. Bên kia, một chàng trai cũng đang nhìn Diệp Quân, người này chính là Lưu Băng của Hám Thiên Tông. Nhìn chiếc tàu sao kia, Lưu Băng rơi vào trầm tư. Ngày đó gã thua mà không phục. Vì lúc đó gã chưa dốc toàn lực, nếu gã dốc toàn lực thì Diệp Quân hoàn toàn không thể thắng được gã. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến trận chiến giữa Diệp Quân và Tào Bạch, gã biết mình đã không còn là đối thủ của thiếu niên kiếm tu này nữa rồi. Dù lúc trước gã có dốc toàn lực cũng chưa chắc đã thắng được Diệp Quân. Tuy gã có còn át chủ bài, nhưng chưa chắc người ta đã không có. Trả thù. Lưu Băng im lặng. Gã rất do dự. Từ bỏ thì không cam tâm.
không từ bỏ thì lại bất lực. Rất rất lâu sau, Lưu Băng khẽ thở dài, quay người rời đi. Không phải gã không trả thù, mà để sau này gã sẽ trả thù. Nếu tương lai vẫn không đánh lại Diệp Quân thì tiếp tục đợi, đợi đến khi có thể đánh thắng mới thôi. Trước khi nắm chắc phần thắng, gã sẽ không trả thù. Bây giờ mà xông lên chẳng phải là ngu sao? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Thực lực của Diệp Quân này là đối thủ hiếm có trong lớp trẻ, nói một cách đơn giản, bây giờ gã không cách nào đánh bại được Diệp Quân. Núi còn thì lo gì thiếu củi đốt. Chẳng mấy chốc, Lưu Băng đã biến mất trong ngân hà sâu hun hút. Sâu trong tinh không, tàu sao của Diệp Quân và Tịch Huyền lại dừng lại một lần nữa. Không xa trước mặt bọn họ có đến hàng nghìn người đang đứng. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ, y mặc một bộ cẩm bào, tay phải cầm một thanh trường đao, khẽ mỉm cười. Bên cạnh y có một người cầm một lá cờ dài mấy chục trượng, trên đó có mấy chữ lớn, binh đoàn đánh thuê Giang Bản. Thấy vậy, Diệp Quân cau mày, lại có binh đoàn đánh thuê tới nữa rồi. Lúc này, chàng trai dẫn đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, ta tự giới thiệu một chút. Ta là binh đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê Giang Bản. Vì thực lực của Diệp công tử quá mạnh nên bọn ta không định đấu tay đôi với công tử, bọn ta quyết định đánh hội đồng Diệp công tử. Công tử không để bụng chứ? Ha ha! Đánh hội đồng! Những thành viên của binh đoàn đánh thuê Giang Bản đồng loạt hô hào. Đánh tay đôi! Chắc chắn bọn họ không có đường thắng. Nhưng đánh hội đồng thì sao? 1.000 người! Vậy thì phần thắng rất lớn. Diệp Quân nhìn chàng trai kia, không nói gì. Chàng trai nhếch môi cười, mọi người cùng ta. Lúc này, Diệp Quân biến mất. Vù! Thuấn sát nhất kiếm. Không gian trước mặt chàng trai kia bỗng nứt ra, đồng tử y co rút lại, vừa định rút đao thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán y. Phụt! Máu tươi chậm chậm chảy ra ngoài theo thanh khí kiếm. Chàng trai trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng Diệp Quân lắc đầu, ta không muốn nghe. Nói rồi hắn cầm kiếm quét một đường. Bù! Đầu của chàng trai kia bay vút ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Sắc mặt của những thành viên binh đoàn đánh thuê Giang Bản đều tái mét, định ra tay nhưng Diệp Quân bỗng nói, ta chỉ giết người đầu tiên ra tay. Người đầu tiên ra tay. Nghe vậy, tất cả mọi người đều dừng lại. Ai là người đầu tiên ra tay? Mọi người nhìn nhau, đều không dám ra tay đầu tiên. Lúc này, một người bỗng tức giận quát lên, mọi người cùng. Vù! Một thanh phi kiếm cắm vào đầu kẻ này, giọng nói của hắn ta cũng im bặt. Mọi người sợ hãi, đồng loạt lui về phía sau. Diệp Quân nhìn những người lính đánh thuê kia, ta chỉ giết người đầu tiên ra tay, và người đầu tiên lên tiếng. Những lính đánh thuê ở đó đều nhìn Diệp Quân, trong lòng vô cùng kiêng dè. Đáng sợ quá! Một nhát kiếm một mạng người. Diệp Quân không thèm để ý tới đám người đó nữa, cất nhẫn không gian của gã binh đoàn trưởng vào rồi quay người ngự kiếm trở về tàu sao. Những thành viên của binh đoàn đánh thuê nhìn nhau nhưng không một ai dám ra tay. Đều không muốn bị Diệp Quân nhắm vào. Cứ như vậy, đám người đứng nhìn Diệp Quân ngồi tàu sao bay đi xa. Trên tàu sao, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Thật ra nếu hắn cố gắng thì cũng có thể giết được đám lính đánh thuê này. Tuy bọn họ đông người nhưng rất ít cường giả, chỉ cần hắn ra tay là giết được họ thôi. Nhưng hắn không làm vậy. Vì dù có giết được hết đám lính đánh thuê này thì mình cũng mệt chết. Đến lúc đó những cường giả thật sự nấp trong bóng tối sẽ bước ra. Khi ấy, tình cảnh của hắn sẽ rất tồi tệ. Lúc giết thì sướng tay. Nhưng giết xong thì sao? Một khi mình bị đuối sức, cường giả thật sự xuất hiện thì mình phải làm sao? Lẽ nào nhờ Tháp Gia giúp đỡ? Tháp Gia cũng đã bị thương, ngại làm phiền nó ra tay lắm. Hơn nữa Tháp Gia đã giúp mình rất nhiều lần rồi, mình không thể lúc nào cũng ỷ lại vào Tháp Gia được. Diệp Quân siết chặt hai tay lại, vào lúc này mình phải tỉnh táo lên, không thể hành động theo cảm tính được. Cuối cùng đám lính đánh thuê trong binh đoàn đánh thuê Giang Bản phía sau đều không dám ra tay. Giây phút binh đoàn trưởng chết, bọn họ đã cực kỳ sợ hãi. Giết trong chớp mắt đấy. Mọi người cùng lên đánh có lẽ sẽ có cơ hội thắng, nhưng phải chết mất bao nhiêu người. Mọi người tập hợp lại là để phát tài chứ không phải để lấy mạng ra đùa. Rất nhanh,
đám lính đánh thuê giải tán. Ở một bên, một cô gái cũng đang nhìn Diệp Quân ngồi xếp bằng trên chiếc tàu sau đó. Cô gái ăn mặc rất đơn giản, một bộ váy màu mây, một đôi giày vải, mộc mạc nhưng dung nhan khuynh nước khuynh thành. Cô ấy đứng ở đó khiến đất trời như mất đi màu sắc. Sau lưng cô gái này là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô gái nhìn Diệp Quân, khẽ nói, đó là người đã đánh bại vị ở hệ Ngân Hà sao? Người phụ nữ gật đầu, đúng vậy. Không chỉ có thế, cậu ta còn giết cả thiên đạo của Trung Thổ Thần Châu. Cô gái gật đầu, lợi hại. Người phụ nữ, sau lưng cậu ta cực kỳ không đơn giản, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thể điều tra ra được thân thế và lai lịch của cậu ta. Bà ta dừng lại một chút rồi lại nói, giết kẻ này sẽ có được ba đạo số mệnh đại đạo. Cô gái lắc đầu, nói cho cùng chuyện này là do nhà họ An không chịu thua, không liên quan gì đến vị Diệp công tử kia. Đừng nói là huynh ấy, dù là ta gặp phải chuyện này, ta cũng sẽ phản kháng. Không thể vì nhà họ An đặc biệt mà bênh vực bọn họ được. Người phụ nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô gái bỗng chau mày, điều khiến ta không ngờ là lần này thư viện lại ngang nhiên bênh vực nhà họ An và tộc Thiên Long. Người phụ nữ lắc đầu, bây giờ chuyện này đã trở nên rất phức tạp, thay vì nói là họ đang đối phó với vị Diệp công tử này, chỉ bằng nói phe thế gia và phe tông môn đang đối đầu với phe thư viện. Cô gái lắc đầu, thư viện đã mất đi sự công bằng rồi. Sắc mặt người phụ nữ khẽ thay đổi, tiểu chủ, không được bình phẩm thư viện. Cô gái nhìn chiếc tàu sao, xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt người phụ nữ, đưa vật này cho huynh ấy. Tàu vũ trụ. Người phụ nữ sững sờ, bà ta do dự rồi nói, có cần thiết phải làm vậy không? Cô gái khẽ gật đầu, huynh ấy vất vả quá, giúp được thì giúp một lần. Người phụ nữ vẫn còn hơi do dự. Bà ta thấy không nên nhúng tay vào vũng bùn này làm gì. Cô gái nhìn người phụ nữ, không nói gì. Sắc mặt người phụ nữ khẽ thay đổi, bà ta biết, tiểu thư đang tức giận. Bà ta không dám chậm trễ, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại chỗ. Phía xa, Diệp Quân nhíu mày, hắn quay người, một luồng kiếm thế phóng ra, một giây sau, một đạo ánh sáng phá vỡ kiếm thế ở gần đó. Ánh sáng tản đi. Một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước tới. Diệp Quân nhìn bà ta với ánh mắt đầy sát ý. Người phụ nữ bỗng nói, Diệp công tử, ta không hề có ác ý. Nói rồi, bà ta xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian từ từ bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn nó, trong đó là một chiếc tàu, to hơn chiếc tàu hắn đang đi ít nhất phải đến 5 lần. Tàu vũ trụ. Diệp Quân hơi kinh ngạc, là tàu vũ trụ đấy. Nếu có vật này, chậm nhất là 10 ngày hắn sẽ tới được Thanh Châu, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, hơi khó hiểu các hạ là ai. Người phụ nữ, đây là vật tiểu thư nhà ta tặng công tử, mong công tử có thể nhanh chóng tới Thanh Châu. Diệp Quân lấy làm lạ, tiểu thư nhà bà sao? Người phụ nữ gật đầu, bà ta nhìn sang bên phải, Diệp Quân nhìn theo. Cách đó mấy nghìn trượng có một cô gái đang lặng lẽ đứng đó. Lúc nhìn rõ dung mạo của cô ấy, Diệp Quân bỗng sửng sốt. Cô gái thật đẹp. Cô gái này là người duy nhất có thể so sánh với tiểu ca về nhan sắc trong số những người mà hắn từng gặp. Thấy Diệp Quân nhìn mình, cô gái hơi ngẩn người, hai tay cô ấy siết chặt, do dự một lát mới khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng có thể nhận ra, cô ấy hơi mất tự nhiên, hoặc có thể nói là hơi gượng. Trên tàu sao? Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tiểu thư nhà bà là ai? Người phụ nữ lắc đầu, Diệp công tử, ta không thể nói cho cậu biết được, vì tiểu thư không cho phép. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, ta có thể nói chuyện với tiểu như nhà bà một chút không? Người phụ nữ lại lắc đầu, tiểu thư không giỏi xã giao, cũng không thích nói chuyện với người khác. Nói rồi, bà ta để lại nhẫn không gian, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong. Bà ta quay người rồi biến mất phía xa. Trên tàu sao, Diệp Quân cau mày, cô gái này là ai? Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, người có quen không? Tiểu tháp bình tĩnh nói, người tưởng ta là thần tiên à? Diệp Quân. Phía xa, người phụ nữ bước tới trước mặt cô gái hơi trách móc, bà để nhẫn lại rồi đi là được mà. Bà nói với huynh ấy về ta làm gì?
Người phụ nữ cười khổ, để lại rồi đi sao được. Cô gái khẽ lắc đầu, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ, tiểu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Cô gái nhẹ giọng nói, tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Ở đó có rất nhiều sách cổ, hơn nữa, nói không chừng có thể gặp được sư phụ nữa. Người phụ nữ cười nói, chắc mộ viện chủ không có trong thư viện đâu. Cô gái mỉm cười, cứ thử vận may xem sao. Người phụ nữ như nghĩ đến điều gì đó, bỗng hỏi, tiểu chủ, chúng ta cứ tới như vậy, e rằng Tổng viện ở Vũ trụ Quan Huyên sẽ không cho chúng ta vào. Cô gái nhoẻn môi cười, bàn tay ngọc ngà xòe ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ta có kiếm thiên đạo sư phụ cho, bọn họ không dám ngăn ta đâu. Người phụ nữ cười nói, chắc chắn như vậy rồi. Hai người đi về phía xa. Trên đường đi, người phụ nữ bỗng hỏi, tiểu chủ, cô giúp Diệp công tử là có lòng tốt, nhưng sao cô lại không để cho cậu ta biết ai đang giúp mình? Cô gái khẽ cười, làm việc tốt, không cần để lại tên. Người phụ nữ lắc đầu, trong lòng thầm than thở. Tiểu chủ cái gì cũng tốt, chỉ là quá lương thiện. Trong con đường võ đạo, điều này là đại kỵ. Người phụ nữ quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, thở dài, lại mất một chiếc tàu vũ trụ rồi. Cái này cho đi không lấy về được nữa đâu. Trên tàu sao, Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn không gian trước mặt, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cho hẳn một chiếc tàu vũ trụ luôn sao? Hào phóng quá. Hào phóng đến nỗi hắn cảm thấy như mình đang mơ. Lúc này, Tịch Huyền bỗng cười nói, không phải cô nương kia đã nhìn chúng ngươi, muốn ngươi tới ở rể rồi đấy chứ. Nghe thế, Diệp Quân lắc đầu cười, e là không thể. Tịch Huyền cười hỏi, sao ngươi lại thấy không thể? Diệp Quân lắc đầu cười khổ, Tịch Huyền cô nương, cô đừng lấy ta ra làm trò đùa nữa. Nhìn chúng mình, cô gái kia trông cũng không giống một người mê trai. Nhưng hắn cũng không hiểu, hắn không quen biết đối phương, sao đối phương lại giúp mình. Phải biết rằng một chiếc tàu vũ trụ có giá trị không nhỏ đâu. Tịch Huyền suy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm thấy ngươi cũng không cần phải hiểu được dụng ý của cô nương ấy làm gì, có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần là ghét những hành động của nhà họ An và thư viện mà thôi, thế nên mới giúp ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười, thôi được. Nói rồi, hắn nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, hắn đành ghi tạc ơn nghĩa này trong lòng. Sau này nếu có cơ hội sẽ báo đáp sau. Một lát sau, hai người đổi sang đi tàu vũ trụ. Sau khi đổi thành tàu vũ trụ, tốc độ của hai người nhanh hơn hẳn, nhưng Diệp Quân lại thấy hơi đau lòng. Tốc độ tăng nhanh đồng nghĩa là tiêu hao kim tinh nhiều hơn. Tàu sao trước đó, một canh giờ tiêu tốn của hắn gần 1 vạn kim tinh, tàu vũ trụ này thì càng quá quắt hơn, một canh giờ tốn mất 5 vạn kim tinh. Đúng là đang đốt tiền mà. Nhưng cũng may, trước đây giết khá nhiều người, thu hoạch được rất nhiều kim tinh. Nếu không hắn còn chưa tới được Thanh Châu thì đã rỗng túi rồi. Tịch Huyền bỗng nói, bây giờ, có lẽ chưa tới 10 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Thanh Châu, cũng có nghĩa là cơ hội cho những kẻ đang âm thầm theo dõi chúng ta ra tay đã không còn nhiều nữa rồi. Nói rồi, cô ấy nhìn Diệp Quân, chắc là bọn chúng sắp hành động rồi. Diệp Quân nhìn ra phía xa, bầu trời rất đẹp, rất yên tĩnh. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sâu thẳm trong tinh không có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đám người này đều tới để giết hắn. Bây giờ có lẽ chúng đang đợi xem ai là người sẽ ra tay với hắn trước. Nghĩ vậy, Diệp Quân bỗng ngự kiếm bay đi, xuất hiện cách đó 100 trượng. Nhìn thấy cảnh này, Tịch Huyền ngẩn người, hắn định làm gì vậy? Diệp Quân nhìn xung quanh, cười lớn, các vị đều tới đây để lấy mạng Diệp Quân ta. Nếu đã tới rồi, hà tất phải ẩn nấp trong bóng tối làm gì? Nói rồi, tay phải hắn khẽ sờ cổ mình, cười nói, cái đầu của ta đáng giá 3 đạo số mệnh đại đạo cơ đấy, các ngươi còn không mau tới lấy. Diệp Quân cầm kiếm đứng giữa không trung, vạt áo bào bay phần phật trong kiếm ý. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, nở nụ cười nhẹ. Cô ấy nhìn ra được, tên này thích chủ động, không thích bị động. Nghĩ đến đây, mặt Tịch Huyền bỗng đỏ như gấc. Thật là, suốt ngày mình cứ nghĩ những thứ lộn xộn gì không thế. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Quân sẽ chủ động đứng ra khiêu khích. Tên này muốn làm gì? Điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết bây giờ có bao nhiêu người muốn giết mình? Đám người kia đều đang ngờ vực, nhưng cũng chỉ là ngờ vực vậy thôi,
không một ai chọn đứng ra vào giờ phút này. Dù Diệp Quân định làm gì, thực lực của tên này cũng đã bày ra trước mắt bọn họ rồi. Kiếm đế. Nếu cảnh giới của hắn cao hơn chút nữa thì rất nhiều người sẽ không dám đến đây. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Quân bỗng khẽ rung lên. Một giây sau, một thiếu niên chậm rãi bước ra, y nhìn Diệp Quân đứng đằng xa, thiên tài của Trung Châu đều ngông cuồng vậy sao? Để ta dạy cho ngươi cách. Bù, một dãy kiếm quang bỗng lướt qua. Mọi người còn chưa định hình được thì đã thấy một thanh khí kiếm đâm vào giữa trán cậu thiếu niên kia. Tất cả như hóa đá. Thiếu niên khiếp đảm nhìn Diệp Quân, vừa định nói gì đó thì Diệp Quân bỗng vung kiếm ra. Bù, đầu của thiếu niên bay vút ra cách đó mười mấy trượng. Diệp Quân thu khí kiếm lại, bình thản nói, mời vị tiếp theo. Vị tiếp theo. Giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại hệt như một tiếng sấm đánh vào lòng người khiến người ta khiếp sợ. Giết trong nháy mắt. Đây là giết người trong nháy mắt chỉ bằng một nhát kiếm. Lúc này, Diệp Quân nhìn quanh, nếu không ai dám lên thì các ngươi cùng lên một lúc đi. Cùng lên. Lời này vừa dứt, những người trong bóng tối đều nổi giận. Quá ngông cuồng. Ha ha. Ngay lúc này, một giọng cười lớn vang lên cách chỗ Diệp Quân đứng không xa. Không hổ danh là kiếm đế, khí thế này thật hiếm có. Dứt lời, một chàng trai tóc trắng chậm rãi bước ra. Là Trương Long Hổ. Ở đó có người kinh ngạc hô lên, người đứng thứ 6 trên bảng yêu nghiệt. Yêu nghiệt siêu cấp hiện nay của Phúc Địa Linh Hư. Người đứng thứ 6 trên bảng yêu nghiệt. Phúc Địa Linh Hư. Diệp Quân nhìn chàng trai tóc trắng đang đi tới. Lúc y bước đi, một luồng khí thế đáng sợ tràn ra từ trong người y. Không gian trong phạm vi trăm trượng như cuộn trào, cực kỳ ghê người. Đáng sợ nhất là trong khí thế này còn ẩn chứa một tia uy lực khủng khiếp của đại đạo. Cảnh giới đạo kiếp. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, cọ sát chút không? Diệp Quân gật đầu, được. Trương Long Hổ cười lớn, y nhấc chân phải điểm vào không gian. Không gian bỗng sụp đổ. Y mượn lực đẩy đó nhún người lao về phía Diệp Quân. Xung quanh y tỏa ra lôi quang và ánh lửa đáng sợ. Trương Long Hổ lao đi, những nơi y lướt qua, không gian đều sụp đổ. Quan trọng nhất là, tốc độ cực kỳ nhanh. Người chưa tới mà khí thế đã tới trước. Ánh mắt Diệp Quân bỗng trở nên cháy bỏng, cuối cùng cũng gặp được một kẻ giỏi đánh nhau rồi. Đối diện với đòn đánh khủng bố này, Diệp Quân không đối đầu trực diện, hắn lách người, lùi sang bên mấy trượng. Tuy tốc độ của Trương Long Hổ rất nhanh nhưng Diệp Quân vẫn nhanh hơn. Trương Long Hổ đánh mà không trúng, nhưng sức mạnh khủng khiếp đó đã nghiền nát không gian mấy chục trượng quanh đó. Vừa dừng lại, đồng tử Trương Long Hổ đã rút lại, y quay phát người về sau, một thanh kiếm đã im hơi lặng tiếng đâm tới trước mặt y. Đâm thẳng về phía yết hầu. Một nhát kiếm chí mạng. Trương Long Hổ thấy chấn động. Lúc đối đầu với Diệp Quân mới cảm nhận được rõ ràng tốc độ của Diệp Quân nhanh đến đáng sợ. Đối diện với nhát kiếm của Diệp Quân, y không thể tránh né, hơn nữa y cũng không muốn tránh né, lập tức siết hai tay lại, đan chéo trước ngực, quát lên, thiết giáp. Một bộ giáp màu vàng lập tức bọc quanh cơ thể Trương Long Hổ. Keng! Nhát kiếm này cứ thế bị bộ giáp vàng cản được. Lúc này, Trương Long Hổ lại tức giận gào lên, phản công. Một đạo kim quang phóng ra, khí kiếm trong tay Diệp Quân bị đánh nát, Diệp Quân liên tục lùi về sau mười mấy trượng. Trương Long Hổ bỗng bước tới trước một bước, tay phải siết chặt thành quyền, một đạo kiếm quang phóng từ trong người y ra, sau đó lan tràn trên cánh tay phải của y. Y đánh một quyền về phía Diệp Quân ở đằng xa, mở. Rầm. Một đạo kim quang phóng đi, hệt như nước lũ cuộn trào, vô cùng đáng sợ. Phía xa. Diệp Quân nheo mắt, cơ thể nhoáng lên, liên tiếp lùi nhanh về phía sau. Âm thanh phát nổ chói tai vang lên từ tinh không, chỗ Diệp Quân vừa đứng lúc nãy đã bị nổ thành một cái hố đen không gian cực lớn, không chỉ thế, không gian xung quanh hố đen cũng đang dần rạn nứt, vết nứt lan tràn ra bốn phía với một tốc độ kinh hoàng. Uy lực của nắm đấm này khủng bố đến vậy đấy. Những người đứng trong bóng tối đều kinh hãi. Mà lúc nắm đấm của Trương Long Hổ đánh hụt, không gian trước mặt y bỗng nứt ra, lại một thanh kiếm nữa đánh tới. Thuấn sát nhất kiếm.
Nhát kiếm này nhanh đến nỗi khiến người ta phải nổi da gà. Trương Long Hổ thì mạnh đến khiếp người, chiêu thức nào cũng hủy thiên diệt địa, còn Diệp Quân thì nhanh. Nhanh đến cực độ. Trương Long Hổ đánh nhau rất đẹp, quang minh chính đại, quyền nào ra quyền nấy, còn Diệp Quân thì hay ném đá giấu tay, chốc chốc lại phóng ra một nhát kiếm, khiến người ta khiếp đảm. Trương Long Hổ vốn định thừa thắng xông lên nhưng khi thấy nhát kiếm này, sắc mặt của y bỗng thay đổi. Phải công nhận rằng lúc này y đang thấy rất kinh ngạc vì tốc độ của Diệp Quân, kinh ngạc vì Diệp Quân biết tìm cơ hội. Phòng thủ phản công quá xuất sắc. Đối diện với nhát kiếm này của Diệp Quân, Trương Long Hổ hoàn toàn không dám sơ suất, hai tay y thu lại khoanh chéo trước ngực, lại lần nữa sử dụng giáp vàng kia. Keng! Nhát kiếm chém lên giáp vàng, sức mạnh khủng khiếp khiến Trương Long Hổ phải liên tiếp lùi sau. Nhưng một tích tắc sau, một luồng lực phản xạ khủng bố trào ra từ giáp vàng. Ầm! Kiếm nát! Nhưng ngay lúc này, lại một thanh kiếm nữa đánh tới, lại chém lên giáp vàng kia. Ầm! Trương Long Hổ lại tiếp tục lùi về sau. Một giây sau, giáp vàng lại phóng ra lực phản xạ ghê người. Ầm! Khí kiếm lại vỡ nát. Nhưng lúc nó vỡ nát, lại một thanh kiếm khác chém tới. Hết nhát này đến nhát khác. Hoàn toàn không cho Trương Long Hổ cơ hội ra tay. Ầm ầm ầm. Trước mắt tất cả mọi người, Trương Long Hổ liên tục lùi sau. Bây giờ, y đã hoàn toàn bị áp chế, không thể nào tiếp tục chủ động tấn công được nữa. Diệp Quân thì từng bước đi về phía Trương Long Hổ, mỗi một bước đi của hắn đều có một thanh khí kiếm bay ra. Thuật ngự kiếm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chấn động. Không chỉ thế, trong ánh nhìn theo dõi của bọn họ, hai mắt Diệp Quân chậm chậm nhắm lại. Nhắm mắt, nhưng phi kiếm vẫn hết thanh này đến thanh khác chém về phía Trương Long Hổ, hơn nữa nhát sau còn mạnh hơn nhát trước. Thấy vậy, sắc mặt Tịch Huyền trên tàu vũ trụ bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, tâm và kiếm ý tương thông, tâm và kiếm hợp làm một, kiếm có hay không có ở trong tay, người có xuất hiện hay không đã không còn quá quan trọng. Đây chính là cảnh giới, kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất. Đây là một cảnh giới được nhắc đến trong kiếm điển do kiếm chủ nhân gian biên soạn năm xưa, là một trạng thái đặc biệt của kiếm tu. Khi bước vào trạng thái này, thực lực của người cầm kiếm sẽ tăng lên gấp mấy lần. Kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất, trong tim chỉ có kiếm, quên hết mọi thứ. Phàm những ai tu luyện được đến cảnh giới này thì có nghĩa đã sắp trở thành đại kiếm đế rồi. Người đột phá từ kiếm đế lên đại kiếm đế nhanh nhất chính là Diệp Vũ kiếm đế năm xưa, bà ấy chỉ dùng 12 năm để làm được việc này. 12 năm, là người nhanh nhất trong lịch sử 3.000 vạn năm nay. Mà lúc này, Diệp Quân lại lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm đạo được nhắc đến trong truyền thuyết này, cũng có nghĩa là Diệp Quân chắc chắn sẽ trở thành đại kiếm đế. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Mà việc Diệp Quân từ kiếm đế trở thành đại kiếm đế có cơ hội được lịch sử ghi chép lại không? Kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất. Trong bóng tối, một vài đại lão cũng nhận ra Diệp Quân bây giờ đang tiến vào trạng thái đặc biệt này. Những đại lão này vô cùng chấn động. Sắp trở thành đại kiếm đế. Một vị kiếm đế đã là nhân tài nghịch thiên rồi. Nếu đột phá lên đại kiếm đế, thì chính là yêu nghiệt tuyệt thế. Có thể sẽ được xếp vào bảng thiên thu đấy. Bảng thiên thu. Văn viện của Thư viện Quan Huyên đã lập ra một bảng ghi chép về tất cả thiên tài, yêu nghiệt và một số nhân vật đặc biệt từ thời kiếm chủ nhân gian đến nay. Tính đến nay trên bảng này mới chỉ có 100 người. Phàm những ai được ghi danh trên bảng này đều là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt, thiên tài trong số các thiên tài. Có thể nói, đây là bảng có chất lượng cao nhất ở vũ trụ Quan Huyên. Vì chỉ cần được ghi danh trên bản này, người đó chính là yêu nghiệt trong lịch sử dài rằng rạc 3.000 vạn năm chứ không chỉ là yêu nghiệt của mỗi thời đại này. Đương nhiên, còn phải xem đến lúc nào Diệp Quân mới đột phá lên được đại kiếm đế. Nếu thời gian ngắn hơn Diệp Vũ thì hắn có thể được ghi danh vào bảng thiên thu, nếu hắn cần đến 20 năm mới làm được thì sẽ không có khả năng được đề tên trên bảng. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng đã rất yêu nghiệt rồi. Trong bóng tối, rất nhiều người kinh hãi vì Diệp Quân. Phía xa, Trương Long Hổ kia cứ lùi mãi, cuối cùng. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên,
giáp vàng trên người Trương Long Hổ vỡ nát, ngay lúc giáp vàng vỡ nát, một thanh kiếm đã kể ngay giữa tràn y. Bốn bể yên lặng như tờ. Thua rồi. Lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông lão vội nói, Diệp công tử, mong hãy nương tay. Diệp Quân không quan tâm tới ông lão đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trương Long Hổ ở phía xa. Hắn khẽ phất tay, thanh kiếm đang kê ngay giữa trán Trương Long Hổ bỗng tan biến. Trương Long Hổ sững sờ. Diệp Quân bình tĩnh nói, đã nhường rồi. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp chúc mừng. Diệp Quân khó hiểu, chúc mừng gì? Trương Long Hổ trầm giọng nói, lẽ nào huynh không biết vừa nãy mình mới bước vào cảnh giới, kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất. Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi, cảnh giới kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất sao? Đó là gì? Trương Long Hổ thấy cạn lời. Mẹ nó! Huynh đang đùa tới ta đấy à? Diệp Quân thành thật nói, thật sự ta không hiểu, ta chỉ biết, vừa nãy trong tâm ta có cảm ngộ, sau đó thì bước vào một trạng thái rất huyền diệu. Còn về cảnh giới gì gì đó mà huynh vừa nói, đúng là ta chưa từng được nghe. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân, thấy vẻ mặt Diệp Quân thành thật, không hề làm bộ thì hỏi ngay, chắc huynh có sư phụ chứ? Diệp Quân gật đầu, có, nhưng sư phụ ta không thường xuyên ở bên. Trương Long Hổ im lặng. Sư phụ không thường xuyên ở bên mà huynh đã tu luyện được đến trình độ này. Chỉ có thể nói một từ, đỉnh. Trương Long Hổ thở dài, phải công nhận y cảm thấy hơi bị đả kích. Trong mắt người khác, y là một thiên tài hiếm có, y cũng tự nhận mình là thiên tài, nhưng lúc này, y thấy mình rất bình thường. Không có ai là giỏi nhất, chỉ có giỏi hơn. Lúc này, Diệp Quân bỗng nói, mong các hạ nói cho ta biết về cảnh giới kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất. Trương Long Hổ thôi không suy tư nữa, y nói, chính là một loại cảnh giới trong kiếm đạo, tâm và kiếm ý tương thông, kiếm và tâm hợp nhất, kiếm có trong tay hay không, người có xuất hiện hay không cũng không còn quá quan trọng. Phàm những người bước vào được cảnh giới này thì chắc chắn sẽ trở thành đại kiếm đế. Chắc chắn sẽ trở thành đại kiếm đế. Sau một hồi suy ngẫm, Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, Diệp công tử, trận chiến này ta đã thua rồi. Nhận thua. Đương nhiên Trương Long Hổ y có thua có chịu. Là một người tu đạo, điều kỵ nhất là không chịu nhận thua, những kẻ thua rồi không chịu nhận mà giận dỗi oán trách, sau đó còn tìm cơ hội trả thù chính là những kẻ tồi nhất. Cũng là những kẻ khiến y xem thường nhất. Đàn ông thắng được thì cũng phải thua được. Diệp Quân nhìn Trương Long Hổ, Trương huynh, ta muốn thỉnh giáo huynh một vấn đề, nhưng lại sợ mạo muội. Trương Long Hổ cười nói, Diệp huynh, huynh khách sáo quá. Thỉnh giáo thì không dám, nếu huynh có gì khó hiểu thì cứ hỏi. Diệp Quân lắc đầu, vừa nãy môn võ kỹ mà Trương huynh thi triển thật sự quá lợi hại, mỗi quyền mỗi thế đều mang theo khí thế của vạn quân, bất cần một chút là ta sẽ tan xương nát thịt. Xin hỏi Trương huynh. Đó có phải là võ kỹ cấp đế trong truyền thuyết hay không? Nghe Diệp Quân hỏi vậy, Trương Long Hổ nở nụ cười sán lạn, đúng vậy. Là võ kỹ cấp đế của Phúc Địa Linh Hư bọn ta, ta đã luyện từ nhỏ, sau đó còn dung hợp vào đó một vài ý tưởng của mình. Diệp huynh thấy nó rất mạnh sao? Diệp Quân gật đầu, chân thành nói, cực mạnh, đặc biệt là thần quyền vừa nãy của huynh, thần quyền đó mới đánh ra. Quyền còn chưa đánh tới mà ta đã cảm nhận được quyền thế ngút trời của nó rồi, khiến khí tức của ta loạn cả lên. Nói rồi hắn khẽ lắc đầu, Phúc Địa Linh Hư không hổ danh là đệ nhất Phúc Địa, trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp được Trương huynh ta mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Nếu tương lai có cơ hội, chắc chắn ta sẽ tới Phúc Địa Linh Hư thăm hỏi, xem thử dáng vẻ của đệ nhất Phúc Địa trong thiên hạ này như thế nào. Diệp Quân nói vậy. Ông lão của Phúc Địa Linh Hư đứng bên cạnh liền nở nụ cười, lòng vui lắm. Nở mặt chứ. Dù Phúc Địa Linh Hư đã thua, nhưng Phúc Địa Linh Hư cũng có tiếng lắm. Nhìn xem, chàng trai sắp trở thành đại kiếm đế này rất kính trọng Phúc Địa Linh Hư, còn muốn đến thăm nữa đấy. Khi trước Diệp Quân đánh bại Tào Bạch, đâu có nói những lời này. Trương Long Hổ đứng một bên nghe Diệp Quân nói vậy thì lòng khấp khởi vui mừng, lập tức nói, Diệp huynh. Nếu sau này huynh đến Phúc Địa Linh Hư, ta sẽ đích thân dẫn huynh đi tham quan hết tất cả những cảnh đẹp ở Phúc Địa.
Diệp Quân cười nói, đến lúc đó chúng ta lại cọ sát. Trương Long Hổ cười lớn, tất nhiên rồi. Lúc này, hai người lại thấy khá hợp cả. Nhưng Diệp Quân bỗng ho dữ dội, trông người rất yếu ớt. Trương Long Hổ quan tâm hỏi, Diệp huynh, huynh sao vậy? Diệp Quân lắc đầu, vừa nãy giao chiến với Trương huynh, quyền thế của huynh quá mạnh, lục phủ ngũ tạng của ta đã bị quyền của Trương huynh đánh bị thương. Nghe thế, Trương Long Hổ thấy hơi ngại, Diệp huynh, ta không dám sơ suất trong lúc giao đấu với huynh nên, cái này. Diệp Quân cười nói, không sao đâu. Nói rồi, hắn nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trương Long Hổ vừa hay thấy được chi tiết này, y nói, Diệp huynh, ta hộ tống huynh 3 ngày. 3 ngày. Nghe thế, ông lão của Phúc Địa Linh Hư đứng bên hơi sững người, vốn định nói gì đó nhưng sau khi nhìn Diệp Quân, ông ta do dự một chút rồi cuối cùng vẫn không ngăn cản. Chàng trai này, giỏi giang. Kết một mối thiện duyên cũng không phải là chuyện xấu. 3 ngày. Phúc Địa Linh Hư có khả năng và cũng đủ thể diện để làm việc này. Nghe Trương Long Hổ nói vậy, Diệp Quân chần chừ một lát rồi nói, Trương huynh, việc này có gây ra phiền phức gì cho huynh và Phúc Địa Linh Hư không? Trương Long Hổ lắc đầu, Diệp huynh đừng lo, 3 ngày thôi mà, Phúc Địa Linh Hư bọn ta vẫn có năng lực làm được việc này. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy cảm tạ huynh nhiều. Trương Long Hổ cười nói, huynh yên tâm dưỡng thương đi. Diệp Quân gật đầu. Sau đó ôm quyền với Trương Long Hổ và ông lão của Phúc Địa Linh Hư, đa tạ. Ông lão của Phúc Địa Linh Hư khẽ gật đầu, khách sáo rồi. Cậu nhanh chóng trị thương đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó trở về tàu vũ trụ. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, không sao chứ? Diệp Quân lắc đầu, không sao. Nói rồi hắn ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Ở một bên, Trương Long Hổ nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, các vị. Phúc Địa Linh Hư bọn ta sẽ hộ tống Diệp huynh 3 ngày, trong 3 ngày này, nếu các vị muốn giết Diệp huynh thì có thể tới tìm ta. Bốn bề yên tĩnh, không thể chọc giận Kiếm Tông, cũng không thể chọc giận Phúc Địa Linh Hư. Mọi người đều thấy hơi cạn lời và bực bội. Mẹ nó chứ, chẳng phải các ngươi đều là người của Thư viện Quan Huyên à? Sao ai nấy đều đòi hộ tống cho Diệp quân này thế? Các ngươi đang đùa đấy à? Trương Long Hổ đi tới bên cạnh ông lão, trầm giọng nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu, không sao. 3 ngày, Phúc Địa Linh Hư gánh được. Nói vậy nhưng sắc mặt ông ấy thì lại hơi nghiêm trọng. Trương Long Hổ thở phào nhẹ nhõm. Một mình y không thể gánh nổi. Vì y biết những người tới lần này có một vài nhân vật khủng bố hơn mình. Thậm chí những thế gia và tông môn siêu cấp kia cũng có phái người tới. Thể diện của một mình Trương Long Hổ y không lớn đến vậy. Chuyện này phải nhờ Phúc Địa Linh Hư đứng ra gánh. Đại trưởng lão nhìn Diệp Quân trên tàu vũ trụ ở đằng xa, nghiêm túc nói, người này thật yêu nghiệt, người đứng sau lưng cậu ấy tuyệt đối không đơn giản. Xem như kết một thiện duyên với cậu ấy. Trương Long Hổ gật đầu, y do dự một lát rồi nói, phía thư viện. Đại trưởng lão khẽ nói. Lần này cậu ấy tới Thanh Châu chắc chắn là vì luồng kiếm khí mà kiếm chủ nhân gian để lại. Nếu cậu ấy mời được kiếm chủ nhân gian hiển linh, đến lúc đó, cậu cảm thấy kiếm chủ nhân gian có bênh vực nhà họ An hay không? Trương Long Hổ trầm giọng nói, khó nói lắm ạ. Đại trưởng lão gật đầu, đúng là khó đoán, dù sao quan hệ giữa kiếm chủ nhân gian và nhà họ An cũng không đơn giản. Nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể cược một lần. Nếu kiếm chủ nhân gian thật sự xử lý theo lẽ công thì sao? Chuyện này nói cho cùng cũng là lỗi của nhà họ An, chỉ cần kiếm chủ nhân gian làm theo lẽ công, không chỉ có thể định đoạt sinh tử của nhà họ An mà còn có thể định đoạt được tương lai của Diệp công tử này chỉ bằng một câu nói. Trương Long Hổ im lặng. Đúng vậy. Chỉ cần kiếm chủ nhân gian công nhận Diệp quân, cho rằng Diệp quân không sai thì lúc đó Thư viện Quan Huyên sẽ lập tức rút lệnh truy nã với Diệp quân. Phe thế gia hay phe tông môn gì cũng phải quỳ hết xuống. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng nữa, đó là Diệp quân không thể đến được Thanh Châu. Phúc Địa Linh Hư đang đánh cược. Đại trưởng lão nhìn Diệp quân ở đằng xa, ông ấy đặt cược như vậy là vì thấy con người Diệp quân rất được, Diệp quân đã giữ thể diện cho Phúc Địa Linh Hư. Cậu kính ta một tấc, ta kính cậu một trưởng. Con người mà, đều giống nhau cả thôi. Nếu Diệp quân đánh thắng rồi đuổi cùng giết tận,
hoặc không hề nể mặt thì Phúc Địa Linh Hư sẽ không làm thế này đâu. Trên tàu vũ trụ, lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, thằng nhóc, mưu mô lắm đấy. Rất rõ ràng, nó đang nói những hành động vừa nãy của Diệp Quân. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, Tháp gia, lời này của ngươi không đúng nhé. Tiểu Tháp khó hiểu, sao? Diệp Quân khẽ nói, từ xưa cha ông ta đã nói, quân tử thể hiện qua hành động chứ không phải qua mưu mô. Những hành động của ta là nể mặt Trương huynh, giữ thể diện cho Phúc Địa Linh Hư, để bọn họ không rơi vào thế khó, làm mất mặt Phúc Địa Linh Hư. Hành động này là thiện hay ác? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân tiếp tục nói, tuy ta có lòng riêng nhưng hành động của ta không mang đến hậu quả xấu nào cho Trương huynh và Phúc Địa Linh Hư. Ngược lại, hai bên dừng đúng lúc, hóa thù thành bạn, họ giữ được thể diện cho Phúc Địa, ta cũng bớt đi một kẻ địch, thêm một người bạn, điều này là tốt hay xấu? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân lại nói, nếu bàn về tâm tư riêng, ta có, chắc là Trương huynh và vị trưởng lão kia cũng có. Nếu gọi là mưu mô thì chẳng phải bọn ta đều trở thành kẻ xấu hết sao? Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, nếu trong lòng một người chỉ nảy ra một ý nghĩ không chính đáng mà đã là kẻ xấu thì trên đời này có được bao nhiêu người tốt chứ? Tiểu Tháp cạn lời. Diệp Quân cũng không nhiều lời mà bắt đầu chú tâm trị thương. Trong Tiểu Tháp, giọng nói bí ẩn lên tiếng, Tiểu Tháp, ta nghĩ hắn nói cũng có lý. Tiểu Tháp im lặng không đáp. Giọng nói bí ẩn, Tiểu Tháp, ngươi không giận đấy chứ? Tiểu Tháp, ta là kiểu người nhỏ nhen vậy sao? Giọng nói bí ẩn cười đáp, thật ra ngươi nên cảm thấy mừng vui chứ. Tính tình của tên này thật sự rất tốt, vừa rồi hắn xử lý như thế chứng tỏ hắn không phải người không có đầu óc, biết tiến biết lùi, ta tin chắc con đường sau này mà hắn có thể đi vẫn còn rất xa. Tiểu Tháp nói, đúng thế, rất nhiều hành động của hắn đều nằm ngoài dự liệu của ta, xem ra vẫn phải tiếp tục giấu hắn, không thể để hắn đi lệch đường. Ừ, giấu đến khi chết, giấu đến chết luôn. Giọng nói bí ẩn bật cười, ít nhiều gì Tiểu Tháp này vẫn còn chút ân oán cá nhân. Trên tàu vũ trụ, vết thương của Diệp Quân bắt đầu dần hồi phục. Lúc này hắn cũng đang ngẫm lại trận chiến với Trương Long Hổ lúc nãy. Thật ra trước đó hắn không nói dối, hắn nghĩ Trương Long Hổ này đúng là rất rất mạnh. Mỗi một chiêu một thức của Trương Long Hổ đều có uy lực đáng sợ, không cẩn thận một chút sẽ tan xương nát thịt ngay. Tốc độ nhanh không có nghĩa là vô địch. Nhất là bây giờ, hễ là người dám bước ra khiêu chiến mình thì chắc chắn đều biết cách đối phó với tốc độ của mình. Quan trọng nhất là bây giờ người của Thư viện Quan Huyên không ra mặt nữa. Còn có nhà họ An. Mặc dù nhà họ An ở Thanh Châu bị tổn thất nghiêm trọng nhưng dù chết vẫn còn uy lực ảnh hưởng, nền tảng của gia tộc này vẫn còn ở đó. Đối phương chắc chắn sẽ không để mình đến được Thanh Châu. Thư viện Quan Huyên chắc chắn cũng sẽ không. Nếu mình đến được Thanh Châu, một khi kiếm chủ nhân gian xuất hiện, mà kiếm chủ nhân gian lại xử lý công bằng, đến lúc đó chẳng phải Thư viện Quan Huyên bị vả mặt sao? Thế nên Thư viện và các phe thế gia, phe tông môn đó chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn mình lại. Nghĩ đến đây, Diệp Quân siết chặt nắm đấm lại. Khó. Khó càng thêm khó. Nói không có áp lực là giả. Bây giờ điều hắn phải đối mặt chính là nhân vật tầm cỡ này của Thư viện Quan Huyên. Mình vượt qua thư viện, đến gặp kiếm chủ nhân gian, điều này đồng nghĩa với việc vượt bậc đi cáo trạng, sao Thư viện Quan Huyên có thể đồng ý được? Chắc chắn sẽ nhắm vào mình cho đến khi mình chết. Diệp Quân lắc đầu thở dài. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân bắt đầu nghiêm túc trị thương, hiện giờ mỗi khắc hắn đều phải để bản thân duy trì trạng thái tốt nhất. Một ngày trôi qua. Tịch Huyền đột nhiên ngồi trước mặt Diệp Quân, cô ấy nghiêm túc nói, với tốc độ bây giờ của chúng ta, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có thể đến Thanh Châu trong 9 ngày nữa. Còn Phúc Địa Linh Hư hộ tống chúng ta 3 ngày, tức là chúng ta có 6 ngày an toàn. Nhưng, ta nghĩ Phúc Địa Linh Hư không duy trì được nổi. Diệp Quân nhìn xung quanh, quả nhiên lúc này xung quanh có thêm rất nhiều khí tức bí ẩn. Thấy thế sắc mặt Diệp Quân lập tức xa sầm. Sắc mặt của đại trưởng lão của Phúc Địa Linh Hư và Trương Long Hổ ở đằng xa cũng dần trở nên nghiêm trọng. Vì cả đường đi, họ phát hiện xung quanh ngày càng có nhiều khí tức cường giả hơn. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Câu nói của Tào Bạch thuộc Kiếm Tông ngày hôm đó đã khiến tất cả cường giả đều rút lui.
mà bây giờ, cách biệt quả thật quá lớn. Trương Long Hổ trầm giọng nói, đại trưởng lão, làm thế nào đây? Đại trưởng lão không nói gì, sắc mặt hơi khó coi. Ông ta biết những người nấp trong tối này đang ép buộc họ rời đi, chuẩn bị làm cho họ tự biết thân phận của mình. Nếu họ không đi thì người khác sẽ khiến bọn họ bị bẽ mặt. Gây khó dễ. Đại trưởng lão lập tức do dự. Ngay lúc này, Diệp Quân trên tàu vũ trụ bỗng cười nói, Trương huynh, vết thương của ta đã khỏi rồi, các ngươi có thể đi được rồi đấy. Nghe thế, đại trưởng lão và Trương Long Hổ xoay người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân, cảm ơn hai vị đã hộ tống, bây giờ vết thương của ta đã khỏi, hai vị có thể đi rồi. Trương Long Hổ do dự rồi nói, Diệp huynh. Diệp Quân cười nói, Trương huynh, ta sẽ ghi nhớ ân tình hộ tống này, tiếp theo cứ để ta tự mình đối mặt. Trương Long Hổ im lặng không nói nữa. Diệp Quân nhìn đại trưởng lão tiền bối, ông dẫn Trương huynh đi đi. Đại trưởng lão do dự rồi nói, Diệp công tử bảo trọng. Ông ta xòe bàn tay ra, một bình ngọc trắng bay đến trước mặt Diệp Quân, sau đó ông ta dẫn Trương Long Hổ biến mất. Ông ta biết không thể đợi ở đây thêm được nữa. Vì ông ta đã đánh giá thấp đám ông lớn trong bóng tối kia rồi. Đừng nói là phúc địa linh hư, dù kiếm tông có đến e là cũng không chống đỡ nổi. Sau khi hai người kia đi, Diệp Quân nhìn cái bình trước mặt, trong bình có ba viên đan dược. Đều là đan dược tiên phẩm. Hơn nữa ba viên này đều là đan dược hồi phục, có thể khôi phục lượng lớn huyền khí trong thời gian ngắn. Diệp Quân khẽ nói, có lòng rồi. Ba viên đan dược này chắc chắn là vật vô cùng quan trọng với hắn. Giúp hắn có khả năng đánh nhau lâu dài. Đến giờ hắn vẫn còn để lại, chưa dùng đến mấy viên đan dược trị thương mà lúc đầu Diệp Quan chỉ tặng cho hắn. Thật ra đánh nhau cũng giống như đánh trận trong thế tục, nhiều lúc là đánh về kinh tế. Lúc này Tịch Huyền bước đến cạnh Diệp Quân, cô ấy nhìn xung quanh khẽ nói, càng lúc càng nhiều hơn. Diệp Quân nhìn xung quanh lặng thinh không nói. Đúng thật là khí tức mạnh mẽ trong bóng tối càng lúc càng nhiều. Hơn nữa xem ra còn rất nhiều người đang chạy đến đây. 100 vạn tiên tinh. Ba số mệnh đại đạo. Ai mà không thèm khát để mắt đến chứ? Diệp Quân bỗng khẽ cười. Tịch Huyền nói, cười gì thế? Diệp Quân khẽ nói, cười ta thật đáng tiền. Tịch Huyền lắc đầu khẽ cười. Diệp Quân bỗng nhìn Tịch Huyền nói, Tịch Huyền cô nương, cô có muốn đi khỏi đây không? Ta nói thật lòng đấy, ta không muốn liên lụy đến cô. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, bây giờ mọi người đều biết ta và ngươi là một bọn, lúc này ta có đi hay không thì có gì khác chứ? Diệp Quân không nói gì. Tịch Huyền, yên tâm đi, nếu thật sự đến lúc sinh tử thì ta nhất định sẽ chạy. Ta sẽ không đi chết vì ngươi đâu. Diệp Quân gật đầu, ừ. Chuyện mà hắn không muốn xảy ra nhất cả đời này là liên lụy đến người khác. Đúng lúc này tốc độ tàu vũ trụ bỗng chậm lại, Diệp Quân híp mắt lại, tốc độ của tàu vũ trụ ngày càng chậm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tốc độ tàu vũ trụ đang nhanh lại trở nên chậm như rùa, cuối cùng dừng lại tại chỗ. Có một cô gái mặc áo màu tím, tóc dài ngang vai, đeo mạn che mặt đứng cách trước tàu vũ trụ cả trăm trượng. Tay phải cầm một cây pháp trượng màu xanh đậm, cây pháp trượng như được làm bằng pha lê, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phần cuối cây trượng có treo một ngọn đèn, ánh lửa mờ ảo, vô cùng bí ẩn. Thần thuật sư, sắc mặt Diệp Quân và Tịch Huyền đều trở nên khó coi. Tịch Huyền nhìn chằm chằm cô gái đó, trầm giọng nói, cô ta thấp nhất cũng là thần thuật sư thiên cảnh. Thần thuật sư thiên cảnh, Diệp Quân lặng thinh không nói. Trước đó không lâu, hắn đã từng gặp được một thần thuật sư, chính là thần thuật sư của đoàn lính đánh thuê, lúc đó hắn đã chịu không ít đau đớn. Cô gái đó chẳng qua chỉ mới cấp 9. Còn người trước mặt này thấp nhất cũng là thiên cảnh. Quan trọng nhất là người này chắc chắn đến từ vũ trụ Quan Huyên. Nơi đó không phải là nơi mà các thần thuật sư của Trung Thổ Thần Châu có thể so sánh được, dù sao Trung Thổ Thần Châu cũng có truyền thừa thần thuật đạo tốt hơn. Hơn nữa cách ăn mặc và đồ dùng của cô gái trước mặt này toàn là đồ tốt. Thần thuật sư là những người đều phụ thuộc vào trang bị của bản thân. Nói thật hắn cũng không muốn đánh với thần thuật sư, những người này đều có pháp thuật, đúng là khiến người ta đau đầu. Lúc này cô gái đó nói, Diệp công tử, ta là Kiều Tinh Giao của Động Thiên Tuế Nguyệt, là một thần thuật sư, hôm nay đến đây là muốn so tài với Diệp công tử.
Động Thiên Tuế Nguyệt, đứng đầu trong 9 động thiên lớn. Diệp Quân nhìn Kiều Tinh Giao, cô nương cũng đến đây vì số mệnh đại đạo à? Kiều Tinh Giao suy nghĩ một lúc rồi nói, ban đầu thì đúng là thế nhưng sau khi đến đây, thấy khí chất của Diệp Công Tử bất phàm, không phải là người xấu nên hôm nay xuất hiện chỉ để so tài với Diệp Công Tử, ngoài ra chẳng có ý gì khác. Diệp Quân nói, cô nương là người của thư viện, làm thế lẽ nào không sợ thư viện trách phạt sao? Kiều Tinh Giao lắc đầu, Diệp Công Tử, công bằng công chính nằm ở lòng người. Chuyện lần này đúng hay sai, mọi người đều biết rõ, người thông minh đều biết ai đúng ai sai. Cô ta ngừng một chốc lại nói tiếp, tất nhiên ta cũng không thể làm gì được với những chuyện mà Diệp Công Tử gặp phải. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Người ở cả thư viện dám đứng về phía Diệp Quân chắc chắn càng ít, à không đúng, phải nói là chỉ có một mình Diệp Quan chỉ. Dám đứng ra chất vấn nội các, chất vấn thư viện. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được. Nếu là hắn gặp phải chuyện này, hắn cũng không dám đảm bảo sẽ đứng về phía Diệp Quan chỉ chứ đừng nói là người khác. Kiều Tinh Giao bỗng nói, Diệp Công Tử, mong được chỉ bảo. Diệp Quân gật đầu, đang định nói gì đó thì lúc này Tịch Huyền bỗng nói, Kiều cô nương, thực lực của cô chắc là rất mạnh, nếu cô đấu với Diệp Công Tử chắc chắn hai bên đều sẽ bị thương. Mà một khi hắn bị thương, những người trong tối đó nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay với hắn. Nghe thế Kiều Tinh Giao nhíu mày. Tịch Huyền nói tiếp, nếu Kiều cô nương hộ tống bọn tôi đi một ngày, lại khó đảm bảo những người trong bóng tối sẽ không ôm hận rồi gây rắc rối cho Động Thiên Tuế Nguyệt của cô. Thế nên cá nhân ta đề nghị cô nên hoãn trận chiến so tài giữa hai người lại, được chứ? Hoãn! Kiều Tinh Giao ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, Diệp Công Tử, vậy trận chiến của ta và ngươi sẽ hoãn lại nhé. Diệp Quân cười nói, được, nếu ta có thể sống sót trong chuyến đi đến Thanh Châu lần này, sau này sẽ đến Động Thiên Tuế Nguyệt chào hỏi. Kiều Tinh Giao gật đầu, hoan nghênh Diệp Công Tử đến lúc đó. Chắc là hắn sẽ không có cơ hội đi nữa rồi. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh. Kiều Tinh Giao nhíu mày khi bị ngắt lời. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông đứng cách đó vài chục trượng ở bên phải. Người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng, đeo một thanh đao dài bên thắt lưng, mái tóc dài qua vai, chậm rãi bước đến, đao thế lớn mạnh khiến không gian rung chuyển. Hạo Vương gia. Có người ở đó ngạc nhiên thốt lên, hắn là Hạo Vương gia người đứng thứ tư trên bảng yêu nghiệt, cũng là vương gia trẻ tuổi nhất trong cổ tộc hiện nay. Cổ tộc. Vừa nghe nói thế, mọi người đều kinh sợ. Một trong bốn gia tộc siêu cấp nhất của Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng là đại tộc siêu cấp có quyền thế nhất trong vũ trụ hiện nay. Một tộc là một nước là một tộc. Người đứng đầu bây giờ của cổ tộc mới càng đáng sợ. Tín công chủ. Năm đó chinh chiến vũ trụ, nắm trong tay hàng trăm vạn binh. Nói thẳng ra Tín công chủ chỉ cần dẫm chân phải thôi, cả vũ trụ Quan Huyên đều sẽ rung chuyển. Cổ Hạo. Cũng được gọi là Hạo Vương gia. Xếp thứ tư trong bảng yêu nghiệt. 21 tuổi được phong làm vương gia, có thể nói là vương gia trẻ tuổi nhất từ xưa tới nay của cổ tộc. Đồng thời y còn là một đao đế. Lúc 21 tuổi dùng đao chứng đế. Khoảnh khắc chứng đế lập tức được phong làm vương gia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì đều không ngờ được cổ tộc lại cử vị này tới. Bọn họ làm vậy là đang quyết tâm không để Diệp Quân tới được Thanh Châu. Kiều Tinh Giao nhìn Cổ Hạo phía xa, nhíu chặt mày. Cô ta cũng không ngờ Cổ Hạo này cũng tới. Cô ta do dự một lát, sau đó dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, người này tên là Cổ Hạo, là người của cổ tộc một trong số bốn đại tộc siêu cấp của Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Cổ tộc là một trong số những gia tộc có quyền thế nhất hiện giờ của Thư viện Quan Huyên, dù là nội các cũng phải kiêng nể bọn họ. Diệp Quân nhìn Cổ Hạo đang bước tới, trầm mặc. Đại tộc siêu cấp, ngay cả nội các cũng phải kiêng nể. Ông lớn thật sự bắt đầu dần dần xuất hiện rồi. Lúc này, Cổ Hạo dừng lại, y nhìn Diệp Quân phía xa, khẽ cười, Diệp Công Tử, có lẽ ngươi không còn cơ hội để tới Động Thiên Tuế Nguyệt nữa rồi. Bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở nơi này. Nói xong, y liếc nhìn xung quanh, nơi này ánh sao rực rỡ, cũng có thể coi là một nơi an nghỉ không tệ. Diệp Quân nhìn Cổ Hạo, ta cảm thấy muốn tiêu diệt cổ tộc mấy người có lẽ cũng không phải chuyện khó gì.
Kiều Tinh Giao quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, gương mặt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Cổ Hạo híp hai mắt lại, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh tanh. Lúc này, Diệp Quân bình tĩnh nói, chém gió thôi, ai mà không biết chứ. Phụt, Kiều Tinh Giao bật cười thành tiếng, dường như cảm thấy không ổn, cô ta lại vội vàng nín cười, nhưng vẫn không nhịn nổi, cuối cùng vẫn cười tới mức trước ngực khẽ rung lên, trông rất hài hước. Kiều Tinh Giao nhìn Diệp Quân, trong mắt mang theo nụ cười, Diệp công tử này thú vị quá. Thực sự không giống như những kiếm tu cứng nhắc kia. Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, người phải hiểu rằng có những chuyện không thể chém gió. Nếu không, ngươi... Diệp Quân đột nhiên lắc đầu, Hạo Vương gia, người tới đây để nói chuyện với ta hay là tới để giết ta? Nếu như tới để giết ta thì hãy dùng đao của ngươi chứ đừng dùng miệng, bởi vì miệng của ngươi có lẽ không giết chết ta được đâu. Nghe vậy, một số người trong bóng tối lập tức đồng loạt gật đầu. Vẫn là Diệp Quân thẳng thắn. Mẹ nó! Ngươi tới để giết người chứ không phải để nói chuyện. Mọi người thẳng thừng một chút không tốt hay sao? Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, ánh mắt như đao, vô cùng sắc lạnh. Diệp Quân nhìn về phía Kiều Tinh Giao, Kiều cô nương, xin tránh sang một bên. Kiều Tinh Giao gật đầu, sau đó cô ta và Tịch Huyền cùng lùi sang một bên. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Quân và Cổ Hạo. Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, đột nhiên y lao lên phía trước, rút dao chém xuống. Vút! Khoảnh khắc này, không gian hoàn toàn giống như một trang giấy trước nhát dao kia, nháy mắt đã bị chém nứt toác. Đao vẫn chưa tới, thế đã tới rồi. Đao thế cường đại giống như muôn vàn ngọn núi chèn ép muốn nghiền nát người ta ra, khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Đao thế áp chế. Đây là đang muốn áp chế tốc độ của Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhảy về phía trước một bước, tung một nhát kiếm ra. Nhát kiếm này, hắn chọn đối kháng. Một nhát kiếm chém ra, kiếm thế cường đại lập tức bộc phát. Đao kiếm đối kháng. Bốp! Đột nhiên, một màn kiếm quang và đao quang bộc phát từ trước mặt hai người, khí kiếm trong tay Diệp Quân lại vỡ nát trong nháy mắt. Thế nhưng gần như cùng một khoảnh khắc, Diệp Quân lại biến mất khỏi vị trí cũ. Cổ Hạo phản ứng rất nhanh, quay phát người lại chém xuống một nhát. Vút! Một tia kiếm chém thẳng xuống, không gian cứ thế nứt ra. Bốp! Một tàn ảnh không ngừng lùi ra sau. Chính là Diệp Quân. Thấy vậy, trong lòng Cổ Hạo rất vui, lập tức xông lên trước, dùng đao chém xuống. Thừa thắng xông lên. Lúc này, Diệp Quân lại biến mất khỏi vị trí cũ. Vút! Một tia kiếm quang lao thẳng về phía Cổ Hạo. Cổ Hạo bật cười lạnh lùng nhưng vẫn chưa lùi ra sau, bởi vì y phát hiện ra khí kiếm của Diệp Quân căn bản không chống đỡ nổi thanh đao trong tay hắn. Đối kháng. Diệp Quân căn bản chẳng thể đối kháng được với hắn. Bốp! Khí kiếm của Diệp Quân lại bị chém vỡ nát, thế nhưng lúc này, Diệp Quân lại xuất hiện phía sau lưng Cổ Hạo giống như ma quỷ. Cổ Hạo phản ứng rất nhanh, quay phát người lại, tuy nhiên Diệp Quân lại không ra tay mà lùi ra sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Hạo sững sờ, một giây sau, sắc mặt y lập tức biến đổi. Lúc này, một thanh kiếm đã lao tới ngay sau lưng y không chút động tĩnh. Người và kiếm phân ly. Diệp Quân là mồi nhử, kiếm mới là sát chiêu. Biến cố tới quá đột ngột khiến cho sắc mặt Cổ Hạo lập tức biến đổi, lúc này, y muốn quay người chống cự đã không còn kịp nữa. Chờ chết. Đương nhiên không thể. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Cổ Hạo lại đứng ở đó không hề cử động, để mặc cho thanh kiếm đó đâm vào sau gáy y. Bốp! Một tia sáng màu đen đột nhiên lao ra từ trong cơ thể Cổ Hạo. Sau đó hình thành một bộ giáp bảo vệ lấy cả người y. Xoẹt! Khí kiếm đâm lên trên bộ giáp đen, khí kiếm rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, bộ giáp đen đó bộc phát ra một tia sáng màu đen lao thẳng lên trên khí kiếm. Bốp! Khí kiếm vỡ nát. Trông thấy cảnh tượng này, Diệp Quân liếc nhìn bộ giáp đen trên người Cổ Hạo, giáp đen đen như mực, do những mảng vảy không rõ tên khảm thành, bên trên mặt giáp phải lóe lên ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Cấp đế. Tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hô. Trong bóng tối, mọi người lại lắc đầu. Cổ Hạo này tốt xấu gì cũng là một đao đế, vậy mà trên người còn mặc cả áo giáp cấp đế, y cũng sợ chết quá nhỉ. Đương nhiên, điều này không sai, chỉ là mọi người đã kỳ vọng quá cao vào Cổ Hạo này rồi.
Trận chiến mà mọi người muốn xem là kiểu chiến đấu như Diệp Quân và Tào Bạch chứ không phải dùng trang bị. Phải biết rằng, Kiếm Tông có thể không giàu có như nước cổ đế nhưng chắc chắn cũng không nghèo, vậy mà lúc Tào Bạch đấu với Diệp Quân lại không mặc hộ giáp gì cả. Diệp Quân nhìn Cổ Hạo, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Người ta có trang bị mặc, điều này không có gì để chỉ trích. Dù gì trang bị cũng coi như một loại thực lực. Lúc này, Cổ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân phía xa, y nhếch miệng cười, không bận tâm chuyện ta mặc áo giáp cấp đế chứ. Diệp Quân nói, bận tâm. Cổ Hạo ngơ ngác. Diệp Quân nhìn Cổ Hạo, ta bận tâm, vậy nên ngươi muốn cởi sao? Cổ Hạo cười nói, đương nhiên là không. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy ngươi hỏi làm gì? Ngươi hy vọng ta nói không bận tâm sao? Ta nói không bận tâm thì có phải trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút? Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, đang định nói gì đó thì Diệp Quân lắc đầu, dùng trang bị không có gì đáng chỉ trích, dù gì đây cũng là một loại thực lực. Mà sau khi ngươi dùng lại hỏi đối thủ của mình có bận tâm hay không, điều này chẳng khác gì một cô gái phong lưu sau khi hoàn lương tìm một người sống nề nếp, sau đó hỏi người sống nề nếp này có bận tâm mình từng làm một phụ nữ phong lưu hay không. Mọi người! Cổ Hạo đang định lên tiếng, Diệp Quân lại nói, muốn dùng, lại sợ bị người khác nói thì chẳng khác gì làm gái lại muốn dựng miếu thờ trinh tiết cả. Người giả tạo như vậy thì dùng đao chứng đế bằng cách nào thế? Lẽ nào đế cảnh của vũ trụ quan huyên đều vô liêm sỉ như vậy sao? Diệp Quân ăn nói hùng hồn, từng con chữ đánh thẳng vào trái tim của Cổ Hạo. Sắc mặt của Cổ Hạo trở nên vô cùng khó coi. Thật ra y cũng không có ý định dùng. Dù gì y cũng muốn giết chết Diệp Quân một cách quang minh chính đại, thắng cho thật xứng đáng. Thế nhưng y lại không ngờ tốc độ của Diệp Quân lại nhanh tới vậy. Mà vào khoảnh khắc mấu chốt lúc ban nãy, nếu như y không dùng thì y đã thua luôn rồi. Y hỏi Diệp Quân cũng là vì muốn che đậy một chút, nhưng không ngờ lại bị Diệp Quân chất vấn như vậy. Dưới tình cảnh thông thường, có lẽ Diệp Quân sẽ nói không bận tâm. Sau đó y sẽ có thể nhẹ nhàng đảo ngược tình thế. Thế nhưng Diệp Quân lại nói bận tâm. Như vậy thì khó xử rồi. Cổ Hạo hít sâu vào một hơi, y buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, người muốn phá đạo tâm của ta sao? Diệp Quân lắc đầu, người quá đề cao bản thân rồi. Cổ Hạo nhếch mép cười, giống như người nói, trang bị cũng là một loại thực lực, ta có trang bị, đây cũng là thực lực của ta. Nếu như ngươi không phục thì cũng có thể dùng trang bị. Đúng là vô liêm sỉ. Diệp Quân lắc đầu, hắn liếc nhìn xung quanh, người này lại có thể xếp thứ tư trong bảng yêu nghiệt, lẽ nào trung thổ thần châu không còn ai nữa sao? Cổ Hạo vừa định nói gì đó, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh, ngươi đừng nói nữa. Cổ Hạo quay đầu nhìn ra, nơi không xa có một thanh niên bước tới, người này mặc đồ màu trắng, trong tay cầm một thanh giáo dài. Nhìn thấy thanh niên này, đồng tử của Cổ Hạo chợt co lại, Giang Phàm. Giang Phàm. Lời này vừa thốt ra, xung quanh lại có người kinh hô, xếp thứ ba trong bảng yêu nghiệt, thương tu vô song Giang Phàm. Giang Phàm nhìn về phía Cổ Hạo, vẻ mặt khinh thường, mau quay về yên ổn làm một vương gia, đừng ở nơi này làm mất mặt bảng yêu nghiệt thêm nữa. Sắc mặt Cổ Hạo lập tức trầm xuống, Giang Phàm, ngươi dám coi thường ta. Giang Phàm nhìn Cổ Hạo, có dám đấu một trận sinh tử không? Chỉ ta và ngươi, không can dự tới bất cứ thế lực gia tộc nào. Nghe vậy, sắc mặt Cổ Hạo lập tức trở nên khó coi, y không dám. Trong mắt Giang Phàm lóe lên vẻ khinh thường, Cổ Hạo, đừng cho rằng mọi người không biết ngươi làm sao leo lên được vị trí thứ tư trong bảng yêu nghiệt, ngoại trừ bộ thần giáp này ra thì ngươi vẫn có một bộ siêu thần giáp nữa nhỉ? Ban đầu ngươi đã dựa vào bộ siêu thần giáp này để chiến thắng Tần Cổ huynh. Chuyện này mọi người không vạch trần là đang nể mặt cổ tộc mấy người, thế nhưng không ngờ ngươi lại thật sự nghĩ bản thân mình đẳng cấp cơ đấy. Cổ Hạo nhìn Giang Phàm chằm chằm, sắc mặt vô cùng u ám. Đúng là không thèm nể mặt y. Giang Phàm tiếp tục nói, nếu như ngươi không thoải mái thì đấu một trận sinh tử, ngươi có thể dùng siêu thần giáp của ngươi, ta không sợ. Siêu thần giáp. Diệp Quân liếc nhìn nạp giới của Cổ Hạo, không nói gì. Người này rất giàu có. Cổ Hạo đột nhiên phá lên cười lạnh lùng, Giang Phàm, người muốn đấu một trận sinh tử với ta, cũng không phải không thể, có điều bây giờ ta đang quyết chiến với Diệp Quân này,
ngươi phải chờ đợi thôi. Nghe vậy, Giang Phàm đột nhiên nhíu mày, ngươi thật sự không phải đàn ông. Ta đã chửi ngươi tới thế rồi, ngươi còn không đánh với ta, ngươi thật sự làm mất mặt cổ thái tử của cổ tộc mấy người, một nhân vật tuyệt thế như ông ấy mà lại có hạng tộc đệ bất tài như ngươi, thật đúng là mất hết cả thể diện. Mọi người cũng lắc đầu, người ta đã mắng chửi ngươi như thế rồi. Ngươi lại còn không ứng chiến, chuyện này thực sự quá mất mặt. Cổ Hạo lại chẳng buồn bận tâm tới Giang Phàm mà quay người nhìn Diệp Quân phía bên cạnh, nào, chúng ta tiếp tục. Ngươi có thể sử dụng trang bị, đừng nói ta ức hiếp ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có thì đó là việc của ngươi. Diệp Quân liếc nhìn Cổ Hạo, ta không dùng trang bị. Cổ Hạo lạnh lùng nói, ngươi không dùng trang bị là vì khinh thường ta phải không? Diệp Quân nói, vậy ngươi cũng có thể không dùng trang bị. Cổ Hạo khẽ sững sờ, sau đó nổi điên, ngươi bớt làm trò đi, ngươi dùng hay không cũng được, dù gì ta cũng sẽ dùng. Nói xong, y đột nhiên xông lên trước, tung đao chém về phía Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân cũng đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Nhìn thấy Diệp Quân muốn đối kháng, Cổ Hạo đột nhiên cười khẩy. Một kiếm tu nghèo khổ như ngươi, ngay cả một thanh kiếm nên hồn cũng không có, vậy mà lại muốn đối kháng với ta. Ngươi xứng sao? Cùng lúc này, khí kiếm trong tay Diệp Quân đột nhiên đổi thành kiếm hành đạo. Vốn dĩ hắn không muốn dùng tới thanh kiếm này. Thế nhưng tên này nhìn có vẻ rất có tiền. Nếu đã như thế thì chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần thôi. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người chưa kịp nhìn rõ. Keng! Dưới con mắt của mọi người, Diệp Quân đập nát thanh đao trong tay Cổ Hạo, sau đó, một tia kiếm quang xẹt qua lông mày Cổ Hạo. Cổ Hạo sững sờ tại chỗ. Lúc này, Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng Cổ Hạo, kiếm hành đạo trong tay đã đổi thành khí kiếm. Tốc độ nhanh như tia chớp, động tác vô cùng thanh thục. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên rất ít người nhìn thấy Diệp Quân đổi kiếm. Đương nhiên cho dù không đổi lại thì cũng rất ít người nhận ra thanh kiếm này, ngoại trừ năm đó vài người từng thấy thanh kiếm này, mà bọn họ về cơ bản đều đã chết. Khi nhìn thấy Cổ Hạo bị giết trong nháy mắt, rất nhiều người có mặt đều sững sờ. Làm bằng cách nào vậy? Thương tu vô song Giang Phàm nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói lời nào, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Lúc này, Diệp Quân đi tới bên cạnh Cổ Hạo. Cổ Hạo run rẩy nói, ngươi đổi kiếm rồi. Diệp Quân không nói gì, hắn cầm lấy nhẫn không gian của Cổ Hạo, bên trong nhẫn không gian có hơn 1.000 vạn kim tinh, 20 vạn tiên tinh, ngoài ra còn có rất nhiều đan dược, trong đó còn có mấy lọ tiên phẩm. Đương nhiên quan trọng nhất còn có siêu thần giáp. Diệp Quân thở dài, ngươi giàu thật đấy. Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, ngươi giết ta đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cổ tộc. Diệp Quân lắc đầu, ngu ngốc, ta không giết ngươi thì cổ tộc cũng sẽ không buông tha cho ta. Nói xong, hắn vung kiếm chém xuống. Xẹt! Đấu Cổ Hạo bay lên, máu tươi phun ra xa mười mấy mét. Giết rồi! Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân thật sự dám giết người. Y là người cổ tộc đấy. Cổ tộc là một trong bốn đại gia tộc trong tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Không phải là gia tộc mà nhà họ An có thể sánh bằng. Diệp Quân này thật to gan. Giang Phàm nhìn Diệp Quân, cảm thấy hơi bất ngờ. Điều bất ngờ đầu tiên là về thực lực của Diệp Quân. Mặc dù Cố Hạo là kẻ vô dụng, nhưng vẫn có thực lực, vậy mà lại bị Diệp Quân giết trong nháy mắt. Điều bất ngờ thứ hai là Diệp Quân lại dám giết người của cổ tộc. Nếu là gã chắc chắn không dám. Dù sao đó cũng là cổ tộc. Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng như Diệp Quân nói, cho dù không giết Cổ Hạo thì với tính cách và nhân phẩm của Cổ Hạo, sau này chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào hắn. Vì vậy giết luôn bây giờ thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Giang Phàm lắc đầu thở dài. Mấy người trước so tài với Diệp Quân đều vô cùng thân thiện, mọi người cùng tôn trọng lẫn nhau, cho nên dù thua trận, Diệp Quân cũng không có ý định giết người, mà ngược lại còn quý mến nhau hơn. Chỉ có Cổ Hạo là khác. Vừa đến đã nói muốn giết người, hơn nữa không chỉ nói mà còn làm. Vậy nên y không chết thì ai chết? Đúng là không oan chút nào. Sau khi cất nhẫn không gian của Cổ Hạo đi, Diệp Quân đi đến trước mặt Tịch Huyền, xòe bàn tay ra, một bộ giáp màu vàng sẫm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn.
Cả bộ áo giáp được tạo thành từ lớp vảy không rõ tên, mỗi miếng vảy đều được khắc ký tự bí ẩn. Siêu thần giáp. Diệp Quân đưa siêu thần giáp cho Tịch Huyền, cho cô này. Tịch Huyền ngẩn người. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Tặng người khác. Chết tiệt. Hắn tặng siêu thần giáp cho người khác hả? Một chiếc siêu thần giáp trị giá ít nhất 100 vạn tinh thạch. Hơn nữa thứ này chưa chắc đã mua được dễ dàng, có thể nói chỉ dùng tiên tinh mới có thể mua được. Mà cho dù dùng tiên tinh thì ít nhất cũng phải tốn hàng 100 vạn. Hàng 100 vạn tiên tinh. Đây là một con số khổng lồ. Đối với những thế lực lớn trong tổng viện của Thư viện Quan Huyên, hàng 100 vạn tiên tinh không hề quý giá, nhưng đối với Trung Thổ Thần Châu lại vô cùng quý giá. Bây giờ ở Trung Thổ Thần Châu không có nhiều thế lực có thể đưa ra một khoản tiền lớn như vậy. Vậy mà lúc này Diệp Quân lại tặng siêu thần giáp cho người khác. Thật hào phóng. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, tại sao? Cô ấy thấy hơi khó tin, vì cô ấy cũng không ngờ Diệp Quân sẽ tặng bộ giáp này cho mình. Đó là siêu thần giáp. Cả Trung Thổ Thần Châu này cũng chẳng có nhiều. Diệp Quân nói, sững sờ làm gì vậy? Tịch Huyền hỏi lại, tại sao lại tặng ta? Diệp Quân mỉm cười, cô mặc vào sẽ an toàn hơn. Tịch Huyền trầm giọng nói, đây là siêu thần giáp, vô cùng chân quý. Diệp Quân lắc đầu, dù quý giá đến đâu cũng không bằng ân nghĩa việc Tịch Huyền cô nương hộ tống cả chặng đường. Hơn nữa dùng bộ giáp này để báo đáp ân tình cho cô là đơn giản nhất rồi, cô mặc áo giáp này vào sẽ an toàn hơn, chỉ thế thôi. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, đặt siêu thần giáp vào lòng Tịch Huyền, sau đó đi về phía Giang Phàm. Tịch Huyền nhìn bộ giáp trong tay, sau đó nhìn Diệp Quân đi về phía xa, cô ấy bất giác nở nụ cười, trong mắt hiện lên tình ý. Diệp Quân đi đến trước mặt Giang Phàm nói, đánh thế nào? Giao lưu học hỏi. Phân sống chết. Giang Phàm nhìn Diệp Quân một lúc rồi nói, giao lưu học hỏi. Phân sống chết. Cái này không cần thiết. Kiếm tu trước mặt không phải kẻ xấu, cũng không có thủ oán gì. Ngộ nhỡ người ta thật sự đến Thanh Châu, mời được kiếm chủ nhân gian xuất đầu lộ diện thì sao? Không có thù hận thì không cần quá quyết liệt. Làm gì cũng phải chừa đường lui, sau này còn dễ gặp lại. Nghe Giang Phàm nói vậy, Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Giang Phàm nhìn Diệp Quân, Diệp huynh hãy dùng hết sức lực nhé. Diệp Quân nói, đương nhiên rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.